Alright, hi everyone, welcome to another video by Johnny IELTS. So in this video, I will try to address test 4 from unit 16 to 24 of my book English Vocabulary V1, okay? Trong 3 cái video này mình sẽ xử lý cái test số 4 nha. Tức là nó tính từ cái bài số 16 đến bài 20 trong cái cuốn sách mà English Vocabulary V1, từ vựng tiếng Anh V1 của mình. Các bạn nhớ là các bạn hãy làm những cái bài tập này trước, mua sách xong làm bài tập này trước rồi hẳn xem lại những cái video này thì nó ổn hơn nha, nó sẽ có tác dụng hơn cho các bạn. Nhưng mà thực sự nếu không thì cũng có thể vẫn coi được, không sao đâu. Remember to I think you should do the exercises first before you watch this video, so it will be more efficient for you to study. It will be more efficient. Right, so remember that you must score at least 35 out of 50, 35 out of 50, before you can continue to unit 21 and onwards, okay? Mấy cái bài này là mấy bài tập mà ôn tập lại thôi, và nó khá dài, khá nhiều đấy. Nhớ là các bạn bắt buộc phải được điểm ít nhất là 35 trên 50 nha các bạn. 50 câu phải được ít nhất 35 câu nha, trước khi bạn có thể tiếp tục đến bài 21. So it means that if you got something wrong, you should watch the video and see why, and then also rewatch the units that these questions belong to. Nếu mà mình làm sai thì mình phải xem lại video cái đoạn đó, và mình phải nên coi lại cái bài mà những cái câu nó thuộc về bài nào để xem lại tại sao nó lại như thế. There could be several possible answers to a question. Có thể có nhiều câu trả lời có thể cho một cái câu hỏi nha. If you cannot get all the answers in a question right, then it's zero mark. Nhớ là nếu mà các bạn không thể mà quánh được tất cả các câu trả lời cho một câu hỏi nha, đúng á. Nếu mà ví dụ câu đó có 3 câu đúng chẳng hạn, mà các bạn đánh có 1 câu thôi hoặc 2 câu thôi, thì đó cũng là không điểm nha. That is a zero mark. Full marks can only be given to a completed question and all of its possible answers. Nhớ là điểm đầy đủ cho một câu chỉ có thể cho một cái điểm mà đầy đủ cho một cái câu được hoàn chỉnh và tất cả những cái đáp án đúng của nó nha. This does not apply to non-multiple choice question. No, don't have to. Mấy cái câu mà không phải là trắc nghiệm á, thì điều này không có áp dụng đúng với chuyện đó. Okay, so question 1 to 10 belong to unit 16. Bài 16 nó sẽ bao gồm từ câu 1 đến câu 10 này. So number 1 is A. Many animals are territorial, that's why you need to respect their privacy or privacy. Nhiều loại động vật, nhiều con động vật nó mang tính lãnh thổ nha. Mà đây là lý do tại sao mình cần phải tôn trọng cái sự riêng tư của nó. So A is right. But why not B? Let's try. Tại sao câu B không đúng nè? Many pets are well fed. So this is concerning their diet, right? They're eating and eating and drinking. Cái này nếu mà mình dùng chữ pets với well fed á, thì nó liên quan đến chuyện ăn uống của nó. It has nothing to do with their privacy. Nó chẳng có gì liên quan đến chuyện privacy cả. So B is wrong. Many creatures are hibernating. That's why you need to respect their privacy. Nhiều sinh vật nó đang ngủ đông, mà đây là lý do tại sao bạn cần phải tôn trọng cái sự riêng tư của nó. Well, hibernating or not, it's concerning their routine, their day and night activities. That's nothing to do with their privacy, I think. Cái chuyện nó ngủ đông hay không nó liên quan đến cái chuyện mà hoạt động ngày đêm của nó, các hoạt động sinh lý của nó. Nó không có liên quan gì đến cái sự mà riêng tư cho lắm. Fauna, remember fauna mean animal, right? Cái chữ fauna nghĩa là animal nè. Many fauna are pack animal. That's why you need to respect their privacy. If they are pack animal, it means they go in a pack together with many other animals. And if they go together in a pack, of course, their privacy is not a concern there because they belong to the pack. Everything they do will be known by the pack. So it has nothing to do with respecting their privacy on your part, okay? Nếu mà những con động vật đó, nó là động vật theo bầy đàn thì đương nhiên đi theo bầy đàn, cả đàn nó biết nó đang làm gì rồi.
cái chuyện mà tôn trọng cái sự riêng tư của nó về cái phía mình á, mình tôn trọng nó hay không về sự riêng tư, thực sự nó không có liên quan. Doesn't have anything to do with that. So A is right, okay? Câu A là câu đúng. Number two is B. Cats are predators. So feeding them raw meat is not a good idea. Let them hunt for cockroaches and mice instead. Những con mèo á, nó là những con động vật săn mồi, những cái con kẻ săn mồi, cho nên là cho chúng ăn thịt sống không phải là một cái ý tưởng tốt. Hay để chúng bắt mấy con gián và bắt chuột, thay vào đó hay để chúng bắt gián bắt chuột đi. Well, actually, if you let cats eat raw meat, it will cause them to it will evoke or it will provoke them will make them go back into their hunting instinct and they become extremely wild and they may break things, they may destroy your home, so it's not a good idea. But if you let them hunt for cockroaches and mice instead, it's a bit better. It's what their instinct, what their ancestor taught them to do, their instinct. Thực sự mà cho cá cho mèo ăn thịt sống, thực sự nó sẽ kích hoạt lên cái bản năng hoang dại của nó sẽ phá đồ phá nhà đó nha các bạn, không tốt đâu. Và chính vì nó là kẻ săn mồi cho nên cho nó ăn thịt sống không nên nha, nó sẽ kích cái bản năng nó lên. Sau thay vì đó hãy để chúng bắt gián bắt chuột đi, thì nó đúng với lại những cái mà nó nên làm hơn. Let's see why A is not a good idea. Cats are predatory, correct? So feeding them cooked meals is not a good idea. Why not? Những con mèo đó là những con động vật săn mồi, cho nên cho chúng ăn những cái bữa ăn mà được nấu chín không phải là điều tốt. Ủa sao vậy? I always let them eat cooked meal and there's no problem with cooked meal. Actually, cooked meal is better. It's good for everyone. No, their cooked meal are much more hygienic and it's safer for them. So why not a good idea, right? Mèo thì là mang tính săn mồi, đúng rồi, mang tính săn mồi, cho nên cho chúng ăn những cái bữa ăn mà được nấu chín thì đương nhiên nó tốt cho nó hơn, nó vệ sinh hơn, không có ký sinh trùng, không có con này con kia, thì sao lại không phải good idea? So A is wrong. Cats are liquid. Yeah, some people believe that. So feeding them poorly is not a good idea. Doesn't have anything to do with that. Không liên quan. Mèo là chất lỏng. Ừ thì nhiều người cũng nói vậy đó. Funny. Như cho nên là cho chúng ăn một cách rất là tồi tàn không phải một ý tưởng tốt. Không liên quan. It's not related. So C is not good. Cats are deadly predators. Yeah, sometimes they can be deadly. So feeding them formulated meals is not a good idea. Doesn't have anything to do with that. Không liên quan. Mèo là những con động vật săn mồi chết người, chết chóc lắm. Nói chung là nó động vật săn mồi mà nó rất thành công và nó rất nguy hiểm. Cho nên cho chúng ăn những cái bữa ăn mà công thức á, giống như sữa công thức các thứ không phải là ý tưởng tốt. Well, actually, there is no information about this one, I think. There has not been any research about this one. Đã chưa có một cái nghiên cứu nào về chuyện này cả, nhưng mà hai này nó không liên quan nhau. These two are not really related. So B is the only correct answer here. Cho nên câu B là cái câu đúng của câu 2 này. Ok. Ok, number 3, number 3 is B and C, ok? Pet owners need to take care of their pets and their daily needs. Correct? They need to make sure that their pets don't affect others negatively. Những người chủ nuôi thú nuôi cần phải chăm sóc thú nuôi của họ và những nhu cầu hàng ngày của chúng. Họ cần phải đảm bảo rằng là những con thú nuôi của họ không có ảnh hưởng đến những người khác hoặc những cái con khác một cách tiêu cực. Okay, C is also correct. Pet owners need to take responsibility for their pets and their bad behavior, correct. They need to make sure that their pets don't affect others negatively. Những người chủ nuôi thú nuôi đương nhiên là cần phải chịu trách nhiệm cho những thú nuôi của họ và những cái hành vi kém, những hành vi xấu của chúng.
họ cũng cần phải đảm bảo rằng thú nuôi của họ không có ảnh hưởng đến người khác hoặc những con vật khác một cách tiêu cực. But let's see why A and D are wrong. Nhìn coi tại sao câu A và D sai nè. Pets owner need to domesticate their pets. Of course, if they are pet owners, their cats are already domesticated. I mean, they are domesticated a long time ago, even before the pet's owner adopt these cats or kitten dogs, the pets. Đương nhiên là những con đã gọi là pet owners, đã là người chủ nuôi thú nuôi, thì những con thú nuôi đó nó được domesticated từ thời nào rồi? Trước ngay từ mấy đời trước rồi, từ trước khi mà những người chủ này nhận nuôi chúng luôn rồi. Cho nên câu này điền vào đây là không hợp lý. So here, if you put domesticate here, it's not appropriate. And there are offspring. Offspring mean kittens. That means like kids of these animals, okay? These pets. Những con cháu của những con này ha. Domesticate là giống như kiểu mà cho nó vô nhà sống chung với mình. Thì thực sự là cái điều này nó diễn ra từ nhiều thế hệ trước của mấy con này rồi. Chứ không phải chờ đến lúc mà chủ nuôi nhận chúng về mới cần phải domesticate đâu nha. Alright, why D is not right? Pets owner need to tame their pets. No, basically an animal that is called pet that already tamed and domesticated before. So this one here is not appropriate. However, the word behavior here is appropriate. Cái từ behavior mặc để đây thì nó lại hợp, phù hợp. Nhưng mà cái từ tame á, thuần hóa không phù hợp. Tại vì những cái con pet này nó đã được thuần hóa và được domesticate ở chung với người từ mấy ngàn đời trước rồi, từ bao nhiêu chục ngàn đời trước rồi. Cho nên là cái chỗ này điền chữ thêm nè, không phù hợp ở trường hợp này. So B and C are correct for number 3. Okay, let's see now. Number 4, it's actually A, B and C, ba câu luôn. Okay, never leave your pet neglected for too long as they could exhibit frustrated behaviors. I think it's frustrating behavior, I think. Frustrated behaviors. Also, pet owners must remember that their pets are not objects. Ok, cái chỗ này không bao giờ để cho mấy con thú nuôi của mình bị bỏ rơi, để muốn làm gì thì làm, tự lớn cho quá lâu, bởi vì chúng có thể thể hiện ra được những cái hành vi mà nó trở nên bực bội, bực dọc, khó chịu. Ngoài ra thì những người chủ nuôi thú nuôi cũng bắt buộc phải nhớ được rằng những cái thú nuôi của họ không phải là vật dụng, not objects. B is also correct too. Never leave your pets. Never leave your pets unattended. To attend to someone, to attend to something, mean you pay attention to it and you also work on it, deal with it. Động từ to attend to something là chú ý quan tâm cái gì đó. Never leave your pet unattended. Không bao giờ để cho động thú nuôi của mình nó không ai quan tâm chăm sóc quá lâu, for too long, as they could exhibit restless behavior, bởi vì chúng có thể thể hiện ra những cái hành vi mà giống như không ngồi yên được, nó cứ chạy nhảy tùm lum, phá hoại, phá phách. Also, pets owner must remember that their pets are not toys. Những người chủ nuôi thú nuôi cũng bắt buộc cần phải nhớ rằng là những thú nuôi của họ không phải đồ chơi. Okay, never leave your pets uncared for. Uncared for, okay? It goes together. Cái từ uncared for đi chung nhau. Never leave your pets uncared for too long. Or never leave your pets uncared for too long, as they could exhibit disastrous behaviors. Also, pet owners must remember that the pets are not decorations. Không bao giờ để cho những con thú nuôi nó không được quan tâm chăm sóc quá lâu, bởi vì chúng có thể thể hiện ra những cái hành vi mang tính thảm họa đấy. Những người chủ nuôi chó mèo, những người chủ nuôi thú nuôi cũng cần phải nhớ rằng là thú nuôi nó không phải là những đồ vật trang trí cho đẹp. Correct. But why D is not correct? Bây giờ tại sao câu D không đúng nè? Never leave your pets on the street for too long as they could exhibit negligence. Pets don't neglect. You have to understand that.
những con thú nuôi nó không có neglect, nó không có bỏ qua, nó giống như là nó bỏ rơi bỏ qua đâu, nó không bao giờ làm vậy đó. Also, pets owner must remember that the pets are not a must. Doesn't make sense actually. Ngoài ra những người chủ nuôi thú nuôi phải biết nhớ được rằng là thú nuôi của họ không phải là một điều bắt buộc. Quá, nó nghe không phù hợp chút nào luôn á trong trường hợp này. Để không bao giờ để cho thú nuôi trên đường phố bởi vì chúng có thể thể hiện ra cái sự bỏ cuộc, bỏ rơi, quách. Nghe không hợp lý cả hai từ này luôn. These two are not appropriate for these blanks. Alright, cho nên câu 4 là ABC luôn. So number 4 is A, B, and C. Okay, number 5. Number 5 is A and D, okay? A và D nè. Many people lack the responsibility and knowledge to take care of a pet. Nhiều người thiếu cái trách nhiệm và cái kiến thức để mà chăm sóc một con thú nuôi. Yes. D. Many people lack the means and money to take care of a pet. Nhiều người thiếu cái phương tiện và tiền để mà chăm sóc một con thú nuôi. Well, it's actually true, but why not B and C? We don't use lack of as a verb, you know, in this case. Mình không dùng lack of như động từ ở đây nha. Many people lack of the love and long-term commitment to take care of a pet. Nah. Riêng cái chỗ này là thấy nó sai này. Không dùng lack of như động từ nha. Lack không có đi kèm với từ nếu mà là động từ. Okay, remember like does not go together with a preposition if you use it as a verb, you know. Nhiều người thiếu cái tình thương và sự theo đuổi lâu dài để chăm sóc một thú nuôi thì đúng, cái khúc này là đúng nè. This part is actually true, but the word like as a verb does not go with of, okay? Cái khúc này nó sai nhưng mà khúc này nó lại đúng nè. Okay, see, many people lacking. Here you must put a verb, not an adjective. Chỗ này phải điền là động từ chứ không phải điền là tính từ ở đây nha. The skills and interest to care for pets. Nhiều người thiếu kỹ năng và cái hứng thú để chăm sóc một thú nuôi. Well, actually this part is correct, but this one is not. Cái khúc đầu thì sai, khúc sau là đúng. Okay, so basically A and D. Đúng là câu A, câu D nha. Number 5 is A and D. Alright, number 6. You are asked to correct the mistakes in these sentences. Các bạn được yêu cầu là sửa lỗi sai ở đây thôi. So remember, you see all the verbs here are in, most of the verbs here are in past tense. So it means that this is something that it's in the past. Retelling a story. They're telling a story in the past. Các bạn nhìn thấy mấy động từ ở đây nè, nó là ở thì quá khứ như thế này, phần đông là như vậy. Cho nên cái chỗ này á, nó cũng nên là quá khứ luôn. Để tại vì nó là kể chuyện quá khứ mà, cho nên là chỗ này là there should be a like a verb form here as well because here you're talking about the past, you see. So, I lacked the knowledge to solve the problem. Unfortunately, all of the people in my workplace also had a terrible lack of. This is a noun form, you know. Là dạng danh từ nha. A terrible lack of understanding of something as complex as this, so we hired a specialist. Tôi thiếu kinh nghiệm để giải quyết vấn đề. Xui thay tất cả những người trong cái nơi làm việc của tôi cũng có một cái sự thiếu sự hiểu biết rất là tồi tệ về cái gì mà nó phức tạp như điều này, cho nên chúng tôi mới thuê một cái người chuyên gia. Number 7 is B and C. With favorable weather, the Smiths were able to fertilize their crops with organic corn. Fertilize their. Wait, what you say? B and C, right? Fertilize their crops with organic corn. Với cái thời tiết thuận lợi, nhà Smith đã có thể mà bón phân bón cho những cái cây trồng của họ với những cái bắp mà hữu cơ. That sounds a bit weird, no? But actually it's true. Sometimes corn leftover can be used as fertilizer. Đôi khi mấy cái đồ mà bắp như là bắp mà nó dư thừa ra thông qua quá trình mình thu hoạch á, cũng có thể dùng như là phân bón được luôn. Okay, and C.
with pleasant weather. Pleasant weather means it's favorable weather. Pleasant means it feels good. Pleasant có nghĩa là nó thoải mái, vui vẻ, nó cảm giác tốt. With pleasant weather, the Smiths were able to raise their cattle with organic corn. It's excellent. Với thời tiết mát mẻ, vui vẻ, thuận lợi, nhà Smith đã có thể nuôi nấng những cái con mà gia súc của họ với bắp mà hữu cơ, bắp bắp ngô hữu cơ. But let's see why A and D are not correct. Tại sao câu A và câu D không đúng nè? With freezing weather means it's like always windy and below 0 degree Celsius, for example. Dưới 0 độ và luôn luôn có gió, nó gọi là freezing weather, thời tiết mà lạnh cóng lặng, lạnh muốn đóng băng luôn á. With freezing weather, the Smiths were able to feed their pets with organic corn. That doesn't make sense. I mean, in logic, this doesn't make sense. Về mặt lý luận thì cái này không make sense. Với thời tiết băng giá, lạnh cóng, nhà Smith đã có thể cho những con thú nuôi của họ ăn những cái bắp ngô hữu cơ, nghe nó không hợp lý về mặt logic chứ hay với. So D, with harsh weather, the Smiths were able to spray their crops with organic corn. You don't spray crops with corn. You actually spray them with fertilizer, or you spray them with pesticides, or grow booster, or something like that. Mình sẽ với thời tiết mà khắc nghiệt, nhà Smith đã có thể xịt phun xịt lên những cái vụ mùa của họ với bắp ngô hữu cơ. Nghe rất không hợp lý luôn á. Với lại không bao giờ người ta spray, người ta phun xịt cái gì? Phun xịt fertilizer, phân bón, phun xịt pesticide, thuốc trừ sâu, phun xịt grow booster, thuốc tăng trọng, thuốc tăng trưởng, các thứ. Chứ không có phun xịt với lại bắp ngô. Okay, so B and C are correct. Number 8. It's D only. Animal abuse. It's illegal in most Western countries. Therefore, cattle must receive a quick death when they arrive at the slaughterhouse. Cái chuyện mà hành hạ động vật á, cái chuyện ngược đãi động vật á, hay hành hạ động vật là bất hợp pháp ở phần đông những quốc gia phương Tây. Vì thế, gia súc bắt buộc phải nhận được một cái chết nhanh chóng khi chúng đến lò mổ. Well, actually, it's like a law in many country, in many Western country, you know. Well, why not the other one? Tại sao mấy câu sau không đúng? Mấy câu còn lại không đúng. Genetically modified organisms is illegal in most Western countries. No, it's not correct. GMO is actually sold everywhere in Western countries. Cái điều đầu tiên thấy không đúng rồi đó. Những sinh vật biến đổi gen là bất hợp pháp ở phần đông các quốc gia phương Tây là không đúng rồi đó. Và cái điều này là GMO nó xuất hiện nhan nhản khắp nơi luôn á, ở những nước quốc gia phương Tây chứ không phải là illegal nha. Therefore, cattle must receive antibiotics when they arrive at the stores. Vì thế, gia súc bắt buộc phải nhận được kháng sinh khi chúng đến những cửa hàng. Doesn't make sense at all. Nó nghe nó không hợp lý, không có make sense gì hết á. Nghe nghe vô lý lắm. And B, the use of pesticides is illegal in most Western countries. No, it's not correct because traditional farming they still use a lot of pesticides and it's not illegal. Sự sử dụng của thuốc trừ sâu là bất hợp pháp ở phần đông các quốc gia phương Tây. Điều này là sai nha. Tại vì các quốc gia phương Tây người ta sử dụng thuốc trừ sâu rất là nhiều, rộng rãi luôn á. Cho nên không thể nào là bất hợp pháp được. Therefore, cattle must receive injection when they arrive at the slaughterhouse. You don't do that. When they're about to die, we don't give them injections, you know. Khi mấy con gia súc nó đến lò mổ, nó cần gì phải được tiêm nữa, nó sắp chết đến nơi rồi. So this one doesn't make sense at all, would be. C. Making animals suffer is illegal in most Western countries, correct? Therefore, cattle must receive good food when they arrive at the supermarket. What? When they arrive at the supermarket, they're already dead and become meat already. Why would they receive good food, right? Doesn't make sense. Cái khúc đầu tiên nè, làm cho động vật nó khổ đau hay là khổ sở là bất hợp pháp ở phần đông các quốc gia phương Tây, chính xác. Nhưng mà khúc sau nè, vì thế gia súc bắt buộc phải nhận được thức ăn tốt, lương thực tốt khi chúng đến siêu thị. Lúc mà đến siêu thị nó thành thịt rồi, nó đã thành là thịt, thịt chế biến rồi, nó đã thành gọi là đã được giết giết thịt rồi, thì tại sao phải cho nó đồ ăn ngon nữa?
you know, doesn't make sense. Why you need to put good food, must feed them good food when they arrive at the supermarket, doesn't make sense at all. So that's why D is the only correct answer. Cho nên câu D là câu trả lời đúng duy nhất ở đây nha mọi người. Okay, let's move on to number 9 now. They ask you which of these words are pronounced with the edge sound. Những từ nào sau đây được phát âm với cái âm edge? Okay, the first word, rage. Sự phẫn nộ, rage. The second word, wage. Tiền lương hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, wage. The third word, engage, tham gia vào. Engage. The fourth word, usage. This is the first word with the I-D, with the H sound. Đây là từ đầu tiên với chữ H nè. Usage, sự sử dụng, the use. Collage, I think this is collage. If I remember well, it's collage, right? Collage. 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 This is collage. Collage mean you put together several things into a bigger one. So collage mean you stick together many objects, many material like paper cloth or photograph into one bigger surface to make it a big picture or something like that. Cái động từ collage là gom nó lại nhiều cái thứ, ví dụ như gom hình, gom giấy, gom vải lại thành một cái trong một cái bề mặt lớn hơn để giống như mình tạo một bức tranh lớn hơn rồi đó. Collage. This one is pronounced college. 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 So this is the second word with H sound. Đây là từ thứ hai có chữ H nè. College. This is colleague. Colleague. With the E-G. With the I-K sound. Colleague. Colleague. And this is college. So the answer is colleague. Đồng nghiệp. Colleague. And this is college. Okay? So the answer for number 9 is usage and college. College and usage. Alright, number 10. Số 10 nè. Thì cái số 9 chỉ có usage với college thôi, là có âm EDZ, âm H nè. Number 10, they ask you to read this and then write the content down in the space below. Các bạn yêu cầu là đọc cái này đi và viết cái nội dung ra trong cái không gian bên dưới này. So this is like phonetics, okay? Phonetic scripts, đây là những cái giống như là phiên âm ra thôi, mình phải đọc cho nó. Okay, so this is nuclear magnetic. Nuclear magnetic. Imaging. Technology has developed to the point that the usage of it is almost indispensable in most hospitals. You see here, nuclear magnetic imaging technology, công nghệ hình ảnh từ nguyên tử hay là NMR, NMI á, chụp cộng hưởng từ á, giống kiểu vậy. Nó đã phát triển đến cái mức mà that has developed to the point that the usage of it is almost indispensable in most hospital. Đã phát triển đến mức mà cái sự sử dụng của cái công nghệ này thì gần như không thể nào bỏ đi được ở phần đông các bệnh viện. Indispensable. Dispensable means like you can throw it away, no problem. If you lack it, no problem. Nếu mình thiếu hụt nó không thành vấn đề, vứt đi cũng được không sao, dispensable. Nhưng mà indispensable không vứt đi được, không thể loại bỏ được. Indispensable means you cannot throw it away, it is so essential. Nó quá cần thiết để có thể vứt đi được. And then we come to 11 to 20, which belongs to unit 17. Bài số 17 sẽ bao gồm từ câu 11 đến câu 20 nha mọi người. And 11 is a NB, okay? The country park is blessed with a wide variety of animals and plants.
that cannot be found in many other places. Cái công viên của đất nước này, công viên đất nước này đã được ông như là ông trời ban phước, đã bless, được ông trời ban phước với lại một cái sự đa dạng chủng loại rất là rộng khắp, những cái loài động vật và cây cỏ mà không thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác. A wide variety of, cái này là một cái cách nói mà hay thường thấy các bạn. A wide variety of, people often use that word, that expression. Okay, and then we have B as well. The country park is blessed with a wide variety of fauna and flora that cannot be found in many other places. Remember, fauna is animal and flora is plant, so the same thing. Hai cái từ này thực sự đồng nghĩa của nhau, mà fauna là animal, flora là plant. Cho nên câu A, câu B đều được nha. So A and B are both okay. But why C and D are not correct? Tại sao câu C, câu D không đúng nè? The country park is blessed with a wide variety of predators and vegetation that cannot be found in many other places. The word predator is to do with some with a prey and a predator. So something that will eat another one in that context. So in this context, predator doesn't really make sense with vegetation here, you know. Cái từ mà kẻ săn mồi á, thì nó liên quan cái ngữ cảnh là giữa kẻ săn mồi và con mồi. Nhưng mà trong trường hợp này mình lại ghi là kẻ săn mồi và các loại thực vật. Nghe nó không hợp lý. It's not really appropriate in this case, you know. And then let's see why D is not correct. A wide variety of living creatures and dead ones that cannot be found other places. That sounds super weird. Mình đặt cái chữ living creature and dead one ở đây nó không phù hợp lắm. Cái công viên này được ban phước với lại một cái sự đa dạng chủng loại, những loài sinh vật sống và những sinh vật chết mà không được tìm thấy những nơi khác. Nghe rất kỳ quái luôn á. It sounds super weird if you say living creature and dead one that cannot be found in many other places. Super weird. So that's why 11 is B. Đó, 11A và B là như vậy đó. And then let's see, 12. Okay, 12 is C. Many animals have body coverings. Mammals have thick fur, correct? Reptiles have dry scales. Fish have wet and slimy... mammals have thick fur, reptiles have dry scales, fish have wet and slimy scales, wild bird possess feathers. Nhiều loài động vật có những cái lớp bao phủ bên ngoài cơ thể của chúng. Những động vật có vú thì nó có là lông thú dày. Những con reptile, những con mà reptiles, những con mà bò sát, động vật bò sát thì nó có những cái vảy rất là khô. Còn các loài cá, nhớ fish không đếm được nha các bạn. So fish is uncountable, but if you want to say fishes, it means many different type of fish. Mình dùng chữ fishes tức là rất nhiều loài cá. Cái chữ fish số nhiều vẫn là fish nha. Fish plural is also fish, okay? Các con cá thì nó có cái vảy, cái scale mà nó nhớt nhớt, slimy và rất là ướt. Trong khi chim thì nó sở hữu những cái lông vũ. Okay, it's C, right? Of course, bear have thick fur, correct? Reptile have dry scales, fish have wet and slimy skin. If you say skin, yes. Wild bird possess hair. But bird doesn't have hair. Bird has feather, remember? Mặc dù hai cái từ này là ban đầu có phải cạn tạm thì chấp nhận được đấy. Da cá hay là những con gấu thì có lông dày gì đó. Nhưng mà cái từ cuối, cái từ hair này nó không phù hợp với lại birds. The word hair is not appropriate with the word birds, I think. Okay, so B, well, why B is not good? Dogs have thick fur. Some dogs have thick fur, yes. Reptiles have dry scales, fish have wet and slimy layers. Những cái lớp mà cá thì có những cái lớp mà vừa ướt vừa nhớt. Wow, that sounds vague. Nó nghe rất là mơ hồ nếu mà dùng chữ layer ở đây. Wild bird possess hides. Bird doesn't have hides. Cá thì nó không có những cái lớp lông giống như hides rồi nha các bạn. Alright, let's move on. 13. The answer is B. A cyclone. A cyclone
A cyclone. Clone. A cyclone. It's a natural phenomenon. Because here you have to put an adjective. Cho nên phải điền tính từ mới đúng nè. It's a natural phenomenon. Một cái cơn lốc xoáy. Cyclone. A cyclone. A cyclone là một cái hiện tượng mà thiên nhiên. Lốc xoáy là hiện tượng thiên nhiên. Showing just how destructive nature can be. Nó show được, nó chỉ được là tự nhiên, thiên nhiên có thể mang tính tàn phá như thế nào. Showing just how destructive nature can be. Well, let's say why is not the right answer. Because here, how destructive Mother Nature can be. Normally, people talk about Mother Nature, we talk about being her being kind, you know. We don't normally talk about destructive, but if you want to, I think A can also be a right answer. Thông thường khi nói về mẹ thiên nhiên, người ta thường nghĩ về cái chuyện mẹ thiên nhiên rất là hào phóng, rất là tử tế đối với nhân loại, đối với lại tất cả các giống loài. Chứ người ta sẽ không nói về cái chuyện mà mẹ thiên nhiên mang tính tàn phá cỡ nào. Nhưng mà đương nhiên là vẫn có thể hoàn toàn nói như thế, tại vì một số người họ cũng thấy được cái sự tàn phá của mẹ thiên nhiên mà, of course. Alright, cho nên là câu A cũng có thể đúng nha. So A and B could be the right answer for 13. Okay, let's say 14. Where's 14 now? Okay, 14, answer is A and D. It's natural. So here you know it's something. You have to put an adjective. Chỗ này phải điền tính từ. It's hoặc là một cái điều gì đó, or a thing. So it's natural to be curious about the events and things that happen. Also, people used to think that only humans can solve problems. But recent research has shown that animals have the ability to do so as well. Rất là tự nhiên. Cái chuyện mà người ta tò mò là một điều rất tự nhiên. Cái chuyện mà tò mò là một điều rất tự nhiên. It's natural to be curious. Về những cái sự kiện và những thứ mà đã diễn ra. Ngoài ra con người ta cũng sao? Con người ta cũng used to. Con người ta đã từng là nghĩ rằng là chỉ có con người, humans, có thể giải quyết những vấn đề. Nhưng mà những nghiên cứu hiện nay, nghiên cứu gần đây, recent research, đã chỉ rằng là động vật cũng có khả năng làm như thế nữa. Okay, but let's say, let's try B, okay? It's human nature to be curious, correct? Bản chất con người là tò mò, đúng, chính xác. About the event and thing that happened, và sự kiện mà nó diễn ra. Also, people used to think that only Mother Nature can solve problems. Well, I don't think Mother Nature ever solved problems. Maybe she does. But it's strange to say that Mother Nature solved problems, you know? But recent research has shown that humans have the ability to do so as well. Super weird. Of course, we know that humans solve problems. But in this case, if you say humans have the ability to do so as well, it sounds super weird. Cái chỗ này là bản chất con người, cái từ đầu tiên đúng rồi nè. Nhưng mà con người ta từng nghĩ rằng chỉ có mẹ thiên nhiên mới có thể giải quyết vấn đề. Nó nghe rất kỳ. Đúng rồi, con người ta phải nghĩ rằng con người mới có khả năng giải quyết vấn đề mới đúng, đúng không các bạn? Cho nên điền vào mẹ nature này, Mother Nature đây nó kỳ lắm. Còn cái chỗ cái cuối cùng này nè, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng là con người cũng có khả năng giải quyết vấn đề nữa. Một cái điều rất là nhảm nhí vớ vẩn. Nó phải ngược lại nó mới đúng nhá. Hơi đúng. It must be the other way around, right? So B it's incorrect. Trên câu B không đúng về nghĩa. C, it's our nature to be curious about events and things that happen. Who is our? In this context, we don't know who our refer to. Trong cái ngữ cảnh này mình không biết chữ our này nó nhắc tới ai. Bản chất của chúng ta ở đây là ai? We don't know. So it's vague. Cho nên là nó nghe rất là kỳ lạ or strange. Also, people used to think that only natural forces can solve problems. Có người ta từng nghĩ rằng chỉ như có những cái lực lượng thiên nhiên, sức thiên nhiên mới có thể giải quyết vấn đề.
But recent research has shown that human beings have the ability to do so as well. The same thing, it sounds super weird if you put this one in this context. Mình điền vào hai cái từ này, mình vào hai cái cách nói này vào cái ngữ cảnh này nó nghe rất kỳ lạ luôn á. So C is wrong. Okay, let's try D. It's a very human thing to be curious about events and things that happen. Cái chuyện mà tò mò về những thứ và sự kiện nó diễn ra là một cái thứ rất là con người. Chính xác, it's true. Also, people used to think that only human beings can solve problems, but recent research has shown that many other beings have the ability to do so as well. Cái chữ being là thực thể. Người ta cũng sao? Đã từng nghĩ rằng là chỉ có thực thể là con người, loài người thôi. Human being là thực thể là con người á, human beings có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng là nhiều cái thực thể khác, tức là nhiều cái dạng sống khác, human beings, other kind of life, other form of lives, cũng có thể có khả năng làm được chuyện đó nữa, cũng có khả năng giải quyết vấn đề nữa. Well, actually it sounds correct in this context. Nó nghe có vẻ rất là ok trong cái ngữ cảnh này. So that's why 14 is A and D. Cho nên 14 là A và D đó. 15 is B and D. 15 là câu B và câu D nha các bạn. Okay, let's see now. Okay, let's see now. Animals live in many different habitats. Lives in many different habitats. And therefore they have unique mating and feeding habits. Some are nocturnal. Nocturnal means they live basically they live and they feed and they are active during the night. Cái chữ nocturnal là sống về đêm á. Tức là nó ăn uống, nó hoạt động các thứ về đêm. Some are nocturnal while some are active during the day. Active during the day. Động vật nó sống ở nhiều cái môi trường sống khác nhau, habitats. Và vì lẽ đó, chúng có cái unique mating and feeding habits. Chúng có những cái thói quen mà mating là thói quen mà giao phối. Và feeding habits, thói quen ăn uống, thói quen mà săn mồi khác nhau. Ăn uống chứ, sorry. Một số thì sống về đêm, trong khi một số thì là năng động trong ban ngày. So that's why it's B and also D too. Animals live in many different environments and therefore they have unique activities and mating habits. Some are nocturnal while some are active during the day. Động vật thì sống ở nhiều cái môi trường khác nhau và vì lẽ đó chúng có những cái hoạt động rất là unique, chúng có những hoạt động mà rất là độc đáo và những cái thói quen mà giao phối khác nhau nữa. Có những thói quen giao phối mà cũng có thể là nó unique luôn. Thao cho thói quen giao phối mà độc đáo nữa. Một số thì là nocturnal, sống về đêm, và một số thì năng động xuyên suốt ban ngày. So, but why is A and C wrong? Let's put it in the context. Đặt câu A, câu C vô, biết tại sao sai là sao nha. Animals live in many different climates, and therefore they have unique movements and hibernating habits. What? They have unique movements and hibernating habits. Well, can be. Can be. Ba cái câu đầu, ba cái ý đầu tiên thì có thể là đúng. Some are asleep while or some are active during the day. Động vật sống ở nhiều cái khí hậu khác nhau và vì thế chúng có cái chuyển động và cái thói quen ngủ đông độc đáo khác nhau. Thì cũng có thể. It can possibly be, but it's a bit strange to say movement, you know. Nó hơi bị kỳ kỳ khi nói về chữ cái chuyện chuyển động của nó về cái ở cái nhiều cái khí hậu khác nhau. Một số thì là ngủ, trong khi một số thì năng động suốt ban ngày. Well, nó hơi bị kỳ kỳ cái chữ movement này thôi. It's a bit weird in the word movement here. But if you are a bit open-minded, you can choose A as well. Thực sự nếu mà các bạn chọn thì vẫn có thể chọn câu A nha, nhưng mà nó hơi kỳ kỳ thôi. But B and D are of course, it's clear that they are correct. Straightforward. Rất là straightforward. Rõ ràng là hai cái này nó đúng. Okay, let's do A now. I'm in 16A. There are many methods to control the spread of an introduced species. Có nhiều phương pháp để mà kiểm soát cái sự lan truyền của cái sự lan rộng của những cái giống loài được du nhập vào.
chemically enhanced ones cause harm to both native and foreign creatures. So people often opt for biological methods instead. Những cái cách mà được cải thiện bằng hóa chất á, những cái cách mà có được bơm hóa chất vào, nó gây hại cho cả những giống loài native bản địa và những cái giống loài mà bên ngoài ngoại lai. Cho nên con người ta thường là opt, thường là option, option thì động từ là opt, the verb of option is opt. Con người ta thường lựa chọn là những cái phương pháp sinh học thay vào đó. Okay. All right, A is correct, but let's see why the others are wrong. There are many methods to control the spread of non-native species, correct? Organic ones cause harm to both endemic and local. Remember, endemic and local are almost the same thing. So it's redundant to use these two words. Hai cái từ này nó đều có nghĩa là sống ở trong cái vùng đó thôi. Nó đều cùng cùng nghĩa trong trường hợp này, cho nên dùng này là nó dư. It's redundant. And also organic ones normally don't cause harm. Những phương pháp hữu cơ thường nó sẽ không gây hại. Okay. People often opt for natural method instead. Of course, organic and natural is almost the same thing. Cái từ hữu cơ và tự nhiên thực sự cũng gần như nhau, cho nên bỏ ngữ cảnh này nó rất không phù hợp luôn á. No. Well, so B is not correct. Let's see why D is incorrect. There are many methods to control the spread of these desert species. Why do you have to control desert species? Doesn't make sense. Tại sao là phải kiểm soát sự lan truyền của những cái giống loài ở sa mạc? Tại sao? Why do you have to do that? Physical ones can cause harm to both native and introduced creatures. So people often opt for chemical methods instead. That doesn't make sense. Những cái phương pháp mà vật lý, ví dụ như bắt bằng tay hay bắt bằng máy, like physical methods like you catching things with machines and hands or what? Những phương pháp mà vật lý có thể gây ra hại cho cả những giống loài mà bản địa và những giống loài mà du nhập vào. Cho nên con người ta thường là lựa chọn những cái phương pháp hóa học thay vào đó. Nghe nó không hợp lý rồi đó. Okay, so there's a lot of things wrong here in C. But C, let's see D. There are many methods to control the spread of natural species. Có nhiều phương pháp để kiểm soát sự lan truyền của giống loài tự nhiên. Why do we have to control natural species? Why? And what is natural species? What is unnatural? Tại sao là phải kiểm soát sự lan truyền của những giống loài tự nhiên? Ủa, và giống loài tự nhiên sẽ có giống loài không tự nhiên hả? Doesn't make sense. Biological ones can cause harm. Of course, biological ones often do not cause harm. Thường những phương pháp sinh học nó sẽ không gây hại cho cả foreign and local creatures. People often opt for natural methods instead. Because of this first word, it sounds weird, you know. In this context, you want to control the spread of natural species, but you talk about foreign and local. That doesn't make sense. Nếu mà mình chọn natural ở đây, những giống loài bản địa đi, cứ coi như tự nhiên đi, thì tại sao đằng sau này lại nói về cái giống loài tự nhiên và giống loài du nhập? Nghe không có make sense. Giống loài mà bản địa du nhập luôn. Cái câu đề nó không có make sense, nghe không có hợp lý. Okay, so 16 là câu A. So 16 is A, okay? Oh, I have to look at 17 from here. Let's see. Okay, let's do 17. 17C. Okay, most Western countries employ, to employ something means you use something. You are setting it up and you are using something. You are renting, you are hiring someone. Động từ to employ có thể có nghĩa là employment, thuê mướn lao động, hoặc nó có thể có nghĩa là set up, là tạo dựng ra hoặc là sử dụng ra cái gì đó. Most Western countries employ mass farming methods. Mass, here's an adjective, it's an adjective, it means big and large scale. Cái chữ mass này không có nghĩa là khối lượng đâu, nó có nghĩa là một tính từ, có nghĩa là dưới diện với cái diện rộng á. Phần đông các quốc gia phương Tây, họ sử dụng những cái phương pháp thực hành nông nghiệp, phương pháp nông nghiệp diện rộng, với diện rộng, which involve raising cattle in confined conditions. Confined condition means like very cramped. Very cramped.
here. Rất chật hẹp. In cramped condition or confined conditions. So even though the animals are well fed, they are often abused until the day they reach the slaughterhouse. Phần đông các quốc gia phương Tây họ sử dụng những cái phương pháp thực hành nông nghiệp dưới diện rộng mà nó bao gồm cái chuyện là nuôi những cái con gia súc á, ở những điều kiện nuôi nhốt. Cho nên mặc dù những con động vật nó được cho ăn tốt đi, chúng thường bị ngược đãi cho đến cái ngày chúng đến phòng, đến cái lò mổ. Well, actually, C is correct. But let's see the other ones, okay? Involve raising fauna in cramped conditions. Well, maybe, but it's not very natural to use the word fauna in this context. To be honest with you, people don't often use the word fauna and flora. Most likely they use it in biological context, in textbook context, academic context. But when they talk about mass farming methods, something like this, I don't think fauna is the right word. Thường cái chữ fauna nó dùng trong cái ngữ cảnh mà sinh học, trong sách giáo khoa, trong những cái dự mà ngữ cảnh mà nó academic, nó học thuật á. Chứ trường hợp mà khi mà nói về phương pháp nông nghiệp diện rộng cái gì đó thì điền một chữ fauna nó hơi kỳ kỳ. Involves raising fauna in cramped conditions, even though the animals are mistreated, they often in pain. When you say even though something, this one must be the opposite in meaning compared to the rest, isn't it? Khi mình dùng cái chữ mặc dù á, thì là cái ý đầu tiên này, vế đầu tiên này nó phải ngược lại với cái ý mà còn lại trong cái vế này. Mặc dù là những con động vật nó bị mistreated, nó bị đối xử không tốt lành gì cả, chúng thường là bị đau đớn cho đến ngày chúng đến cuối cuộc đời của chúng. Thì thực sự cái chỗ này á, đúng là even though là hai cái vế nó phải ngược nhau, cho nên đặt vào đây nó không phù hợp. So it's not appropriate to put like mistreated and pain and their life in this context, you know, and the word fauna as well. B. Involve raising farm animals in spacious condition. Even though the animals are well kept, they are not well fed until they reach the operating table. We talk about operating table when we talk about humans, you know. Khi mà nói về cái bàn mổ này, người ta phải nói về cái operating table này, phải nói về con người nha. And also, look at this one. Western country do not raise farm animal in spacious condition. Những đất nước phương Tây họ không có mà nuôi mấy con gia súc ở nông trại, ở cái môi trường mà nó có không gian rộng đâu nha. It's wrong, spacious is wrong. The animals are not well kept. Những con động vật không được nuôi tốt đâu. Mặc dù chúng thường là không được cho ăn tốt là không đúng. Of course they are well fed. They are fed much more than they actually need to get bigger and get bigger mass, you know. Mấy con động vật nó được cho ép ăn luôn á, để mà nó phải làm cho nó bự, nó lớn, nó to ra, nó có nhiều thịt. So this is not true. Not well fed is wrong. Chỗ này not well fed là sai nè. Until they reach operating table. Nah. Let's try D. Why D is wrong. Which involve raising chicken in natural condition. No, that is not mass farming methods. Cái phương pháp mà nuôi gà ở trong cái môi trường tự nhiên, những cái điều kiện sống tự nhiên á, nó không phải là phương pháp nông nghiệp mà với số lượng lớn được. Nó chỉ có là nuôi mà một cái số lượng nhỏ thôi. Only in small number you can do that. Even though the animals are free, mặc dù chúng là được thoải mái các thứ, they are often made to lay eggs, chúng thường được bị bắt là phải đẻ trứng. Until the day they reach operating theater. Operating theater is a place where you see operating table, but that is for human, okay? Cái buồng mổ, cái phòng mổ là cái nơi mà nó có cái bàn mổ operating table, nhưng mà cái operating table và operating theater là dành cho con người. Chúng thường bị bắt là đẻ trứng cho đến khi chúng lại lên ở bàn mổ, nó kỳ lắm. It sounds super weird, right? So a lot of things wrong with D too. So C is the right answer for 17. Rất nhiều thứ nó sai với những câu khác, cho nên câu C là câu đúng cho 17 nè. Okay, let's say 18. Well, 18. There you go. 18 is C. All right, now let's
let's come to unit let's come to question number 18. Question 18 is C. Okay, moment please. Okay, question 18 is C. Many animals in nature are vulnerable to climate change. Some are even put on the endangered list. Sorry, on the endangered species list due to their rapid decline in numbers, thanks to many human activities to increase agricultural yield. Nhiều loài động vật ở trong thiên nhiên nó dễ dàng bị ảnh hưởng, vulnerable, với là cái sự biến đổi về khí hậu. Một số thì còn được đặt vào cái danh sách những cái giống loài đang bị nguy hại do là cái sự giảm, cái sự mà suy giảm, cái sự mà suy giảm rất là nhanh chóng về con số, về số lượng. Do là nhờ vào, thanks to là nhờ vào, không phải là cảm ơn đâu. Thanks to là nhờ vào, due to, thanks to mean due to, nhờ vào nhiều hoạt động con người để mà gia tăng cái sản lượng nông nghiệp, agricultural yield, sản lượng nông nghiệp. Well, it's C, but is there any other answer? Let's see. A. Many animals in nature are catastrophe to climate change. Doesn't make sense. But here you need to put a, I think an adjective, right? Cho nên phải điền tính từ, right? Some are even put on the disaster species list. Doesn't make sense at all. Due to a rapidly climbing number, thanks to many human activities, to increase agricultural evolution. Doesn't make sense at all. Cái câu A này, cái ba ý nó đều là không có make sense, nghe không hợp lý. Nhiều loài động vật trong thiên nhiên được đặt vào cái gọi là nhiều loài động vật trong thiên nhiên là thảm họa với sự biến đổi khí hậu, nó nghe rất kỳ luôn á. Một số được đặt vào cái danh sách những cái giống loài thảm họa, nghe cực kỳ có vấn đề luôn, rất kỳ lạ, do sự giảm nhanh chóng về số lượng của chúng nhờ vào nhiều hoạt động con người đã gia tăng cái sự mà tiến hóa về nông nghiệp, nghe không có ra cái gì luôn á, nó không có hợp lý. It's not appropriate. So B, many animals in nature are disastrous to climate change. Doesn't make sense either. Cái câu B này, ngay cái từ đầu tiên thấy không có, nó đã không phù hợp đó. How some have even put on the extinct species list. Một số còn được đặt vào danh sách những giống loài đã bị tuyệt chủng, extinct species list, okay? Due to the rapid decline in numbers. However, if they have a rapid decline in number, it means that there are still some of them, so they're not extinct. So this one is wrong. Cái chỗ này nghe có vẻ đúng đấy, nhưng mà lúc sau các bạn nhìn cái khúc đằng sau là nó không đúng nè. Một số được đặt vào cái danh sách những giống loài đã tuyệt chủng, nhưng mà cái chỗ này do là sự giảm nhanh chóng về số lượng của chúng. Nếu mà nó vẫn còn giảm, tức là nó vẫn còn nha, chưa có chết hết, tức là nó không thể nào tuyệt chủng được. Cho nên trên này sai nè. Thanks to many human activities to increase agricultural product number. Nhờ vào nhiều hoạt động con người đã gia tăng cái số lượng sản xuất, số lượng sản phẩm của nông nghiệp. Well, it sounds super weird if you use the word product number here. Nghe rất kỳ luôn á, nếu đặt cái chữ product number ở đây, đúng là phải là sản lượng, yield mới đúng. This is the best word. So, many animals in nature are endangered to climate change. Doesn't make sense. Nhiều loài động vật trong tự nhiên nó bị nguy hại, are endangered. Well, actually it's true that they are endangered to climate change because some are really fragile, they can die easily. Thực sự là một số con á, nó mong manh dễ vỡ, nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu lắm. Cho nên endangered cũng đúng. So endangered is actually quite okay. Some are even put on the vulnerable species list due to their rapid decline numbers. It's actually quite true. Cũng đúng đấy, một số được đặt vào danh sách những giống loài mà dễ dàng bị ảnh hưởng do là sự giảm nhanh chóng về số lượng của chúng, cũng đúng. Thanks to many human activities to increase agricultural production. Nhờ vào nhiều hoạt động con người để gia tăng cái sự sản xuất nông nghiệp, thực sự cũng đúng. Actually, all three of these are correct. So I think C can also be the answer too. Cho nên câu 18 là câu C và câu D đó. So 18 is C and D, okay? Alright, let's come to 19. 19B. Modern agriculture often leads to the contamination of plots of land that were once pristine.
Not only that, the use of pesticides often leads to creatures that can resist them. Okay. Cái sự nông nghiệp hiện đại á, cái nông nghiệp hiện đại nó thường dẫn tới cái sự nhiễm tạp của những cái mảnh đất mà nó đã từng có thời là nó nguyên thủy. Không chỉ có điều đó, sự sử dụng của thuốc trừ sâu cũng thường dẫn đến những cái giống loài mà nó có thể kháng lại chúng. Dumb here stands for pesticides. Cái chữ dumb này là nó nhắc đến cái chữ pesticide đó, kháng lại những cái thuốc trừ sâu đó. Alright, so let's try to see why A is wrong. Modern agriculture often leads to the poisoning of plots of land that were once fertile. Actually, it's quite true. Cái sự nông nghiệp hiện đại thường dẫn đến cái sự mà đầu độc những cái mảnh đất mà nó từng có lúc là nó màu mỡ. Thực sự là đúng. Actually, it's true. Because modern agriculture, they deprives the land of nutrients, so that actually they're no longer fertile. Cái nông nghiệp hiện đại thường là nó làm sao? Nó làm cho cạn kiệt cái đất luôn á. Cho nên là nó dẫn đến cái sự mà từ màu mỡ nó biến thành không màu mỡ. Cái ý đầu tiên là đúng là this first one is actually quite good. Not only that, the use of fertilizers often lead to creatures that can boost them. Doesn't make sense. Khúc đằng sau mấy kỳ nè. Không chỉ có điều đó, sự sử dụng của phân bón thường dẫn đến những cái giống loài mà có thể thúc đẩy chúng. Nghe rất kỳ luôn á. It sounds super weird if they would use the word boost here. So A is wrong. Cho nên câu A sai. Modern agriculture often leads to the genetic modification of pieces of land that were once organic. That doesn't make any sense at all. Genetic modification must be done in the lab. Okay. Cái sự biến đổi về gen di truyền phải được diễn ra trong phòng lab chẳng hạn. Or after like so many millions of years, hoặc là sau hàng triệu năm nó mới phát triển, nó mới biến đổi về gen như vậy được. Cái sự nông nghiệp hiện đại nó dẫn đến sự biến đổi về gen di truyền của những cái mảnh đất nghe vô lý lắm. Mảnh đất thì làm sao biến đổi gen di truyền được? Plots of lands are not like creatures. They are not living creatures, so they don't have genes. Nhưng mảnh đất thì đâu phải là sinh vật sống, cho nên làm gì nó có gene để mình nó biến đổi. Okay, not only that, the use of growth booster often lead to creatures that can resist them. No, wrong. Nó nghe sai luôn. Sự sử dụng của những cái thuốc tăng trọng, thuốc làm cho cây mọc nhanh thường dẫn đến những giống loài mà có thể kháng lại chúng. Nghe không đúng chút nào đó. It's not right. Modern agriculture often leads to the potential danger of pieces of land that were once engineered. Doesn't make sense at all. Không hề có ý nghĩa gì cả. Nông nghiệp hiện đại thường dẫn đến cái những cái nguy hiểm tiềm năng của những cái mảnh đất mà nó từng là được người ta tái tạo, được người ta tạo ra, người ta chế ra. Nó nghe rất không có ý nghĩa gì cả. It's just absolute nonsense. Absolute nonsense. Hoàn toàn vô nghĩa. Not only that, the use of GMOs often lead to creatures that can be resistant to them. Resistant to what? Không chỉ có vậy, sự sử dụng của những con cây trồng biến đổi gen hoặc động vật biến đổi gen thường dẫn đến những giống loài mà có thể nó kháng lại chúng. Well, this one is super weird. I don't think it's true. Cái khúc đằng sau này nó lại cũng weird luôn. Không nghĩ là đúng đâu. Khúc đầu tiên cũng không rất kỳ lạ luôn. The first part and the second part are both very weird. So that's why 19B is the only good answer. Cho nên 19 là câu B là câu đúng duy nhất hả? Okay, for 20, you are asked to underline all the schwa in this sentence, then read it aloud. Câu 20 người ta yêu cầu các bạn là phải gạch dưới tất cả các âm mà cái âm mà gọi là âm yếu hơn á trong cái câu này, sau đó đọc nó lên. Okay. So this here. Pigs, cows, and chickens produce pra chứ phải pro nha. It's not pro, it's pra produce. Pigs, cows, and chicken produce produced. Pigs, cows, and chicken produced from the labs are often pumped with antibiotics.
and growth booster, growth boosters and growth boosters, during their brief lifetime, to help them survive, to help them survive, survive, living in a cramped environment. Environment, and to produce, and to produce more meat or eggs. Những con heo, con lợn, con heo, con bò và những con gà được sản sinh ra từ những phòng lab thường được bơm đầy với những thuốc kháng sinh và những thuốc thúc tăng trưởng, kích thích tăng trưởng trong cái thời gian sống ngắn ngủi của chúng, để giúp chúng sống còn, sống trong một môi trường rất chật hẹp và để sản sinh hơn, nhiều thịt hơn và nhiều trứng hơn. Okay. Okay, question 21. This is a listening test, okay? This is a listening one, so I will turn on the file for you, okay? All right, let's try it. Uranus is the seventh planet from the Sun. It is similar in composition to Neptune. They share the same chemical makeup, which differs from that of the larger gas giants Jupiter and Saturn. Due to this, planetary scientists often classify Uranus and Neptune as ice giants to distinguish them from the other giant planets. Uranus's atmosphere is similar to Jupiter's and Saturn's in its primary composition of hydrogen and helium, but it contains more ices such as water, ammonia, and methane, along with traces of other hydrocarbons. It has the coldest planetary atmosphere in the solar system. The Uranian system has a unique configuration, because its axis of rotation is tilted sideways, nearly into the plane of its solar orbit. Its north and south poles, therefore, lie where most other planets have their equators. Neptune is the eighth planet from the Sun. It is the fourth largest planet in the solar system by diameter, the third most massive planet, and the most dense giant planet. Neptune is not visible to the naked eye, and is the only planet in the solar system found by mathematical prediction rather than by observation. In contrast to the blurry, hazy, and relatively featureless atmosphere of Uranus, Neptune's atmosphere has active and observable weather patterns. For example, at the time of the Voyager 2 visit in 1989, the southern hemisphere of the planet had a great dark spot, which was comparable to the Great Red Spot on Jupiter. Additionally, these weather patterns are driven by the strongest sustained winds of any planet in the solar system, with recorded wind speeds as high as 2,100 km per hour. Pluto is a dwarf planet in the Kuiper Belt, a ring of bodies beyond the orbit of Neptune. It was the first and the largest Kuiper Belt object to be discovered to date. After Pluto was discovered in 1930, it was declared to be the ninth planet from the Sun, but its status as a planet was dropped in 2006 and it was reclassified as a dwarf planet. It has a moderately inclined orbit. This means that Pluto periodically comes closer to the Sun than Neptune. Pluto has an eccentric and tilted orbit that differs from all the other planets of the solar system, and it completes an orbit around the Sun in about 248 years. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta xem qua cái phần audio script bên đằng sau sách đó, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà lại điền như vậy nha mọi người. Okay, let's look at the audio script at the back of the book, and then we'll see, okay? Great. Moment, please. I need to really see where we are now. I think we're going a bit too much, too far now. Okay, this is test 5. Sorry. I'm going a bit too far now. Let's go back to here you go.
Oh, this is like, okay, not the other files. The audio files are all the way like before, like the before the answers. So this is test 4A, I think, I believe. Yeah, test 4A. Okay, let's read this one first, okay? Vậy chúng ta tập đọc nha mọi người. Read it clearly, be careful with the ending sound and also how long the vowels are and everything else, okay? Các bạn cẩn thận vụ phát âm nha. Cái âm cuối nó như thế nào, độ dài ngắn của âm ra sao, những âm mấy. Okay, Uranus is the seventh planet from the sun. It is similar in composition to Neptune. They share the same chemical makeup, which differs from that of the larger gas giants Jupiter and Saturn. Due to this, planetary scientists often classify Uranus and Neptune as ice giants to distinguish them from the other giant planets. Uranus' atmosphere is similar to Jupiter's and Saturn's in its primary composition of hydrogen and helium, but it contains more ices such as water, ammonia, and methane, along with traces of other hydrocarbons. It has the coldest planetary atmosphere in the solar system. The Uranian system has a unique configuration because its axis of rotation is tilted sideways, nearly into the plane of its solar orbit. Its north and south poles, therefore, lie where most other planets have their equators. Cái hành tinh Uranus nó là cái hành tinh thứ bảy từ mặt trời. Và nó giống về cái thành phần với lại cái Neptune, với lại cái sao Hải Vương, sao Thiên Vương giống thành phần với sao Hải Vương. Chúng có chia sẻ cùng cái thành phần, cái makeup nó giống như là cái thành phần, something that make it up, cái gì đó tạo ra nó, thì cái makeup là danh từ là thành phần. Makeup here is the same as composition, đồng nghĩa với composition đó. Chúng chia sẻ cùng cái thành phần hóa tính, thành phần hóa học, mà nó khác biệt khỏi những cái hành tinh khổng lồ bằng khí lớn hơn khác, ví dụ như là sao Mộc và sao Thổ. Do là điều này, những nhà khoa học về hành tinh á, thường phân loại classify sao Thiên Vương và Hải Vương như là những ice giants, những hành tinh khổng lồ bằng băng đá, làm bằng băng tuyết, để mà phân biệt chúng khỏi những cái hành tinh khổng lồ khác. Bầu khí quyển của Uranus thì nó cũng giống với lại bầu khí quyển của Jupiter và Saturn, trong cái thành phần chính của nó là hydrogen và helium. Hydro với lại heli. Nhưng mà nó chứa nhiều cái đá hơn, ví dụ như là đá làm từ nước và ammonia là H3 nè. Và methane là CH4 nè. Methane, ammoniac và methane, NH3 và CH4, cùng với những traces, cùng với những cái dấu hiệu, những cái phần nhỏ xíu, những cái gì mà những cái thành phần nhỏ li ti của những cái hợp chất hydrocarbons khác, hợp chất hydrocarbon á, bao gồm C và H không á. Nó có cái atmosphere, nó có cái bầu khí quyển hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời luôn. Hệ thống Uranian system, Uranian is an adjective of Uranus, tính từ của Uranus thôi. Hệ thống của hành tinh Uranus này, nó có một cái configuration, nó có một cái tùy chọn khá là độc đáo. Bởi vì nó giống như là có một cái sự sắp đặt, sự tùy chọn rất là độc đáo. Bởi vì cái trục xoay của nó, axis of rotation, cái trục nè, xoay nè, trục xoay của nó, nó bị tilted sideways, cái trục xoay của nó bị nghiêng về phía bên hông. Nó rất là gần với lại cái mặt phẳng của cái quỹ đạo xoay xung quanh mặt trời của nó. Cái cực bắc và cực nam của thành tinh này vì thế nó nằm ở cái nơi mà phần đông những cái hành tinh khác có cái xích đạo. Nó rất là lạ lùng luôn á.
Okay, so basically, look at this one again. So Uranus. Okay, vì cái vụ đó cho nên là Uranus cái chỗ này điền sao nè. Moment, I need to go all the way back to the answer. Here. Cho nên chỗ này là Uranus nè. Similar composition to Neptune. Có cái thành phần giống với Neptune. Different from our larger gas giants, Jupiter and Saturn. Coldest atmosphere in the whole solar system. Cái khí quyển lạnh nhất trong nguyên cả hệ mặt trời. Its axis of rotation is tilted sideways. Cái trục xoay của nó bự được nghiêng về phía bên hông nó luôn. And then what? Let's look at the other ones. Okay. Neptune. Nói về Neptune thì sao? Neptune is the 8D. 8. Neptune is the 8th planet from the Sun. It is the 4th largest planet in the solar system by diameter. By diameter. So diameter. So let me check this word for a moment. Just a moment. It's diameter. Yeah. Diameter. 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 There you go. It's the 4th largest planet in the solar system by diameter, the 3rd most massive planet, and the most dense giant planet. Neptune is not visible to the naked eye and is the only planet in the solar system found by mathematical prediction rather than by observation. In contrast to the blurry, hazy, and relatively featureless atmosphere of Uranus, Neptune's atmosphere has active and observable weather patterns. For example, at the time of the Voyager 2 of the Voyager 2 visit in 1989, the southern hemisphere of the planet had a great dark spots, which was comparable to the great red spots on Jupiter. Additionally, these weather patterns are driven by the strongest sustained winds of any planet in the solar system, with recorded wind speeds as high as 2,100 kilometers per hour, or you can read this one, 2,100 kilometers per hour. Sao Hải Vương Neptune là hành tinh thứ 8 từ mặt trời. Nó là hành tinh lớn thứ 4 trong hệ mặt trời tính bằng cái đường kính diameter. Và nó cũng là cái hành tinh to thứ ba tính bằng diameter, thì mình nó cũng là hành tinh mà to thứ ba luôn, và nó là cái hành tinh khổng lồ mà đậm đặc nhất, the most dense giant planet. Nó là hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời mà đậm đặc nhất. Sao Hải Vương thì không có visible, không có nhìn thấy được bằng mắt trần, naked eye. Và nó là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được tìm thấy bởi cái sự mà dự đoán về toán học thôi, thay vì là bằng chuyện quan sát. Đối nghịch với lại cái bầu khí quyển mà nó mờ nhạt hay gì là mờ nhạt đầy mây và nó khó nhìn thấy, và nhìn có vẻ tương đối là chẳng có một cái gì đáng để nói, relatively featureless, nó chẳng có một cái feature, nó chẳng có một cái gì đó để mà nhìn thấy cả, của cái Uranus thì sao? Bầu khí quyển của Neptune nó có những cái phương cách về thời tiết nhìn thấy được luôn nha, và rất là hoạt động nhiều, thời tiết nó nhìn thấy rõ ràng luôn và thấy nó hoạt động thời tiết nhiều luôn á. Ví dụ vào thời điểm mà cái chuyến viếng thăm của cái tàu con thoi, mà cái tàu Voyager 2 vào năm 1989, thì cái Southern Hemisphere, hemi là một nửa, bán
bán cầu nam của cái hành tinh này vào cái 1989 á, nó có một cái dark gray, great dark spots, một cái chỗ mà cái hố giống như là một cái chấm đen rất là to lớn, mà nó cũng giống như là cái chấm đỏ to lớn ở trên sao Mộc vậy đó. Thêm vào đó những cái điều kiện thời tiết như thế, nó được driven, nó được lái hả, được tạo ra bởi những cái gió mà mạnh nhất luôn, mà nó được kéo lâu dài lắm luôn á, gió mạnh nhất và rất lâu dài của bất kỳ hành tinh nào trên hệ mặt trời, với cái wind speeds, với những cái gọi là tốc độ gió được ghi lại cao đến mức 12.100 cây số một giờ lận á, nó kinh khủng lắm á. Alright, so basically let's look at this one now. Neptune is the densest giant planet in the solar system, not visible to the naked eye. Đó, không có nhìn thấy được bằng mắt thường. Not visible to the naked eye. It's the only solar system planet in our solar system to be found by mathematical prediction. Là hành tinh trong hệ mặt trời duy nhất của chúng ta mà có thể được tìm thấy bằng cái sự dự đoán về toán học. Has active and observable weather patterns with winds as strong as 2100 km/h. Điều kiện thời tiết nhìn thấy được và hoạt động với những cái gió cao, gió mà có tốc độ cao đến mức mạnh đến mức là 2100 cây số một giờ lần. Alright, and then Pluto. Pluto is a dwarf planet in the Kuiper Belt, a ring of bodies beyond the orbit of Neptune. It was the first and the largest Kuiper Belt object to be discovered to date. After Pluto was discovered in 1930, it was declared to be the ninth planet from the Sun, but its status as a planet was dropped in 2006, and it was reclassified as a dwarf planet. It has a moderately inclined orbit. This means that Pluto periodically comes closer to the Sun than Neptune. Pluto has an eccentric and tilted orbit that differs from all the other planets of the solar system, and it completes an orbit around the Sun in about 248 years. Sao Diêm Vương Pluto nó là cái hành tinh lùn nhé, a dwarf planet, nằm ở cái vành đai Kuiper Belt. Nó là một cái vành đai của những cái thiên thể hay thực thể, hay là những cái hòn đá, những cái vành đai đá bên ngoài cái quỹ đạo của Neptune luôn rồi. Nó là cái vật thể đầu tiên và to lớn nhất ở trong cái vành đai Kuiper Belt mà có thể được phát hiện đến hiện nay. Sau khi Pluto được phát hiện vào năm 1930, nó được declare, nó được khai báo, được coi như là, nó được coi như là, được người ta thông báo lên luôn, người ta coi như là cái hành tinh thứ 9 từ mặt trời. Nhưng mà cái trạng thái của nó như một hành tinh á, nó đã bị bãi bỏ, bị dropped, bị làm cho rơi xuống, là cái trạng thái nó bị bãi bỏ rồi vào năm 2006. Và nó được reclassify, được phân loại trở lại một lần nữa. Nó được phân loại lại một lần nữa như là hành tinh lùn, a dwarf planet. Tiểu hành tinh á, nó có một cái incline, là nó nghiêng, nó có một cái quỹ đạo nghiêng vừa vừa thôi, moderate là vừa vừa thôi. Một cái quỹ đạo mà nghiêng vừa vừa thôi. Điều này có nghĩa là rằng là gì? Theo tính chu kỳ thì Pluto nó có theo chu kỳ á, nó tới gần mặt trời hơn so với Neptune. Cứ theo một chu kỳ thì Pluto nó cũng sẽ đến gần với mặt trời hơn cả Neptune nữa.
Pluto nó có một cái eccentric là nó rất là quái đản, lạ lùng. Eccentric nó giống như là kiểu mà lạ lùng quái đản. Pluto nó có một cái quỹ đạo nghiêng khá lạ lùng quái đản, mà nó khác biệt khỏi tất cả những cái hoành hành tinh khác trong hệ mặt trời, và nó hoàn thành một cái quỹ đạo xung quanh mặt trời trong khoảng 248 năm. So here, Pluto is classified as a dwarf planet. Dwarf, remember, D-W-A-R-F, okay? Be careful with the spelling of this word. Các bạn phải cẩn thận cái spelling, cẩn thận cái phát âm, cẩn thận cái chính tả của từ này cho đúng nha. D-W-A-R-F, dwarf planet. The biggest object in the Kuiper belt to be discovered to date. Được phân loại như hành tinh lùn, tiểu hành tinh, là vật thể to lớn nhất trong vành đai Kuiper belt để có thể được phát hiện đến lúc hiện nay. Its orbit around the sun takes 248 years and is tilted. Cái quỹ đạo của nó xung quanh mặt trời tốn 248 năm và nó được nghiêng nha, is tilted. Alright, let's see what else is there. Okay, moment. Alright, so okay, so 21 is done, but for 22, you need to listen again to the audio file and then answer this sub-question. okay, maybe possibly for, just make it clear, I'll just explain, okay? Để làm cho nó lẹ thì mình sẽ explain luôn nha. Okay, these are sub-questions, đây là những câu hỏi phụ thôi. A. Jupiter is similar to Neptune in terms of chemical composition. True, false, no information. Hành tinh sao Mộc á, nó có giống với lại Hải Vương không? Khi mà nói về thành phần hóa học của nó thì cái câu này là false nha. 22A is false. Okay? Why is it false? Let's look at this one. And when you talk about Neptune, see? Neptune and Jupiter, right? It say that it has a dark spot which is similar, comparable to the red spot on Jupiter. But then it doesn't say that Jupiter is similar to Neptune in terms of chemical composition, right? That's the first thing. Đầu tiên cho nên nó nói là nó có cái dark spot cũng giống như là Jupiter về Hải Vương và Jupiter, nhưng mà đang câu hỏi này nói về thành phần hóa học cơ mà. Okay, let's look at this one. Okay. Look at this one. Uranus is a seventh planet of the sun, is similar in composition to Neptune. So Uranus and Neptune has the same chemical composition, okay? And they share the same chemical makeup, you see? But then it differs from that of Jupiter and Saturn. So it means that Jupiter and Neptune does not have the same chemical composition. It's clear. Cho nên nó nói là gì? Uranus và Neptune có cùng thành phần hóa học, nhưng mà chúng thì lại khác biệt với những cái Jupiter và Saturn. Cho nên mình suy luận ra được là gì? Là cái thành phần hóa học của Jupiter và cái Neptune nó không có giống nhau. Cho nên không có similar đâu. Câu này là false đó. So this is false. Okay, 22B. The axis of rotation of Uranus is very different from the rest of the planets in our solar system. Cái trục xoay của Uranus nó rất khác biệt khỏi những cái hành tinh còn lại trong hệ mặt trời của chúng ta. Well, is this one, it's true. Câu này đúng nha. Because look at this axis of rotation. They say the Uranian system has a unique configuration because of its axis of rotation is tilted sideways. So unique
means like you are the only one that has that property. Cái chữ unique có 102 này tức là nó là cái duy nhất, hành tinh duy nhất mà có cái tính chất này thôi. So it means if you are unique, you are very different from the rest. Nếu mình độc đáo quá thì mình sẽ rất khác biệt khỏi những cái còn lại. So that's why this is true. Cái câu này là đúng nha. Oh, this one should be C. Cái chỗ này phải điền là C mới đúng nè. In order to see Neptune in the sky, the use of telescope, a telescope is necessary. Necessary. Telescope. Để mà nhìn thấy Neptune trong bầu trời đêm, sự sử dụng của một cái viễn vọng kính hay kính viễn vọng, telescope, là cần thiết. Well, let's look at this one. See, it is true. Câu xin là đúng nha. Well, they say Neptune is not visible to the naked eye. So it means that you cannot look at look at the sky and see Neptune. You need an aid. You need a telescope, okay? So, chỗ này nó nói là Neptune không có nhìn thấy được bằng mắt trần. Tức là mình muốn nhìn thấy Neptune trong bầu trời đêm, mình phải sử dụng là kính viễn vọng là cần thiết nha. So this one is true. D. The weather on Uranus is quite calm, therefore it's hazy and featureless. Thời tiết trên Uranus thì khá là yên tĩnh, vì thế nó chẳng có một cái gì đáng để nhìn thấy cả, không có feature gì cả. Và nó cũng rất là hazy, là nó nhìn nó không có rõ ràng á. So hazy means it's not that easy to see what's going on. But D, it's no information. Because why? Look at this one. Well, did you say anything about the weather, Uranus? There you go. In contrast to blurry, hazy, and relatively featureless atmosphere of Uranus, Neptune has a whatever weather patterns. But there was no mentioning at all about the weather on Uranus, right? It just talk about whether it's hazy or featureless. Cái chỗ này nó chỉ nói về cái vụ mà bầu khí quyển của cái Uranus á, nó chẳng có gì cả, nó featureless và nó hazy, nó nhìn mờ nhạt thôi. Nhưng mà nó không có thông tin gì về cái chuyện thời tiết trên Uranus có calm hay không. So no information whether the weather on Uranus is quite calm or not. So D is no information, okay? Câu D, no information nha. Câu E. Pluto is no longer considered as a planet in our solar system according to a recent reclassification. Hành tinh Pluto, Diêm Vương tinh, sao Diêm Vương thì không còn được coi như một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta nữa. Dựa vào một cái sự phân loại lại ở gần đây, một cái sự phân loại một lần nữa vào gần đây. Well, it's true. Well, you can see here. Its status as a planet was dropped in 2006 and it was reclassified as a dropped planet. So it means that Pluto is no longer considered as a planet in our solar system. According to a recent, 2006 is recent, 2006 is actually recent, reclassification. Nó có nói cho này rõ ràng luôn. Pluto, cái trạng thái của nó như một hành tinh đã bị bãi bỏ vào năm 2006, tức là một cái lúc mà cũng khá gần đây người ta phân loại lại. Và được phân loại lại như là một hành tinh nhỏ, tiểu hành tinh thôi. So, E is true. Câu E là đúng. Alright, and then... Okay, and then 23, you are asked to fill in the blanks with the suitable forms of words, of phrases, and brackets. Câu số 23, các bạn được yêu cầu là điền vào những khoảng trống với những cái dạng phù hợp của những cái từ hay là cụm từ trong ngoặc này. So, number one, not man-made, không được tạo ra bởi con người. So, it should be natural then. Made by nature, được tạo ra bởi thiên nhiên. The moon is the only natural satellite of Earth. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Number two, something of the moon, it means lunar, right? Cái từ lunar này nè, thuộc về mặt trăng nè. The lunar surface, surface. The lunar surface is full of craters.
full of craters formed by collision with many space rocks is the same as asteroids or meteor. Đá trong không gian tức là meteor hay là asteroids. Mà đương nhiên những cái crater, những cái hố voi, hố gà này nó vừa tạo ra bởi sự va chạm của những cái thiên thạch. Of course, craters are formed by collision with many asteroids or meteors in the past, okay? Đương nhiên bề mặt mặt trăng thì đầy những cái hố to đùng được tạo ra bởi sự va chạm với nhiều cái thiên thạch trong quá khứ. Around the Earth is the same. Around the Earth, it means you're traveling around something, it's an orbit. Mình đi vòng quanh cái gì đó thì đương nhiên nó phải là quỹ đạo rồi. Due to its size and its orbit, do là cái kích cỡ và cái quỹ đạo của nó vòng quanh trái đất. The moon's... So here you know you have to put an adjective here, gravitational. Chỗ này phải điền tính từ gravitational. The moon's gravitational pull greatly influences the tides on Earth. Do kích cỡ và cái quỹ đạo của nó thì lực kéo trọng lực của mặt trăng nó sẽ gây ảnh hưởng rất mạnh lên thủy triều trên trái đất. Tides, thủy triều trên trái đất. Something here. Belongs to the sun means solar. Cái từ này nghĩa là thuộc về mặt trời nè, solar nè. The moon appears similar in size to the sun during a solar eclipse, which is a unique situation when three celestial bodies align in a straight line. Thì đương nhiên là lúc mà solar eclipse, cái lúc mà nhật thực á, cái chữ eclipse là biết là ba thiên thể nó đứng thẳng hàng rồi. When we talk about eclipse, we know that there are three things on the sky or three celestial body line up in one line, right? Nó line up, nó đứng thẳng hàng với nhau. Solar eclipse nhật thực là biết ba thiên thể trên bầu trời đứng thẳng hàng với nhau rồi. Cho nên chỗ này điền là three celestial body. When we talk about eclipse, of course there are three things, three celestial bodies align in a straight line. Okay, the moon appears similar in size. Mặt trăng có vẻ giống như kích cỡ đến mặt trời do là nhật thực. Trong một lúc nhật thực mà là một tình huống rất độc đáo, có 102 khi mà ba thiên thể này, khi ba cái thiên thể nó align, nó đi thẳng hàng, align in a straight line, nó được sắp xếp thẳng hàng với nhau, align in a straight line. All right, what else? Okay, what's this? Okay, bây giờ bài 24, câu 24 nó kêu là try to answer this question with the words in the box as hints. Người ta kêu là câu này là ráng làm sao trả lời những câu hỏi với những cái từ trong cái hộp này như là gợi ý đi nè. Like for example, we have the word physical. It's an adjective. It means belong to physics or belong to physique. Cái từ physical này các bạn có thể cũng đã nhớ được là nó là tính từ thuộc về thể chất hoặc là thuộc về môn vật lý. Movement, sự chuyển động. Experience, here can be a noun or a verb. But if it's a verb, it means to undergo something, trải qua gì đó. Okay, reach, observe. Cabin. What is a cabin? A cabin is a space inside of a vehicle. It doesn't matter if it's a car, a boat, a ship, a spaceship, or any kind of vehicle. Cái cabin nó là cái không gian bên trong có một cái phương tiện nào đó, không cần biết phương tiện gì, có thể là tàu lửa, xe hơi, máy bay, tàu con thoi, không gian, vân vân. To undergo is to experience, alter, predict, discover. Oh, what is black hole? Black hole is the thing that is very scary that you can search. That's one of the scariest thing in the universe. It has a very strong gravity, extremely strong gravity that not even light can escape. Hố đen hay là lỗ đen là gì? Nó là một cái thứ trong vũ trụ mà nó cực kỳ đáng sợ. Tại vì sao? Nó có một cái trọng lực cực lớn, siêu lớn luôn á, và siêu đậm đặc luôn á.
nó có thể hút được tất cả mọi thứ, ngay cả ánh sáng không thoát được luôn. So that's this black hole. And then what else? We have a floating trôi giạt. It might be like a verb or it might be like a, an adjective. Tính từ floating, trôi giạt, trôi lơ lửng. Moon, adapt, interaction, tương tác nè. Astronauts are the people who travel to the outer space. Phi hành gia, những người astronauts, những người đi ra không gian. Influence, launch, phóng lên, launch. Attempt means to try to do something. Nỗ lực làm gì đó, attempt. Hoặc là attempt as a noun, it can mean a trial. Like, one time you try something, that's attempt. Một lần mình thử cái gì đó, nó chính là một cái attempt, một lần thử. Hoặc là nỗ lực, nên là động từ nỗ lực. Origin, cái nguồn gốc của cái gì đó. And we have the word gravity. Gravity, trọng lực. You remember the adjective form of gravity, right? Gravitational. Tính từ của nó là gravitational, thuộc về trọng lực. And then we have the next word is stargazer. Người ngắm sao, ngắm trăng. Sorry. Stargazers are people who stare at the sky and they observe the night sky, observe the stars, observe the comets, the planets, the moon. Những người ngắm trăng, ngắm bầu trời ban đêm, ngắm sao vân vân. Satellite, vệ tinh, satellite. Space race, cuộc đổ xô lên không gian, cuộc chạy đua lên không gian. Weightlessness, sự không trọng lực, tình trạng không trọng lực. And space station, trạm vũ trụ. So these are the words you can use to answer this question. Question A: do you think that one day we will be able to travel to outer space on holiday? Bạn có nghĩ là một ngày chúng ta sẽ có thể đi tới không gian trong các kỳ nghỉ không? Do you think your country should develop a space program? Bạn có nghĩ là đất nước bạn nên phát triển một chương trình không gian hay không? So remember that if a country has a space program, it would boost greatly the national image and the national prestige or national pride. Một đất nước mà có chương trình không gian, nó sẽ boost, nó sẽ thúc đẩy rất là lớn cái national pride, cái sự tự hào dân tộc. National prestige, cái sự mà prestige, nó là cái sự mà danh giá của đất nước. Or national value as well, cái giá trị đất nước nữa. Okay, see, do you think that they should stop spending large sums of money on space exploration? Bạn có nghĩ rằng con người ta nên ngừng dành những cái lượng tiền rất lớn trên chuyện khám phá không gian hay không? Well, I'm not going to provide you with like a sample answer now, but I would ask you to go to YouTube, okay? Go on YouTube. Các bạn cứ lên YouTube đi. Đó, kiếm cái video này nè. Topic for IELTS Speaking Space Travel Made in 2019. Các bạn cứ search như thế này. Search vào trong đây. Cứ search nè, John Trần IELTS. Just search on YouTube like this. Space Travel, okay? And you will probably see this video here. Click on it. Đó, có video này, các bạn cứ click vào. Just click on it and you'll be able to see the answer for a lot of questions that I made back in 2019, okay? Đó, các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái câu mà mình có thể dùng để mà trả lời những cái ý có thể dùng để trả lời những cái câu mà vừa mới được hỏi như vậy. Okay. A lot of ideas you can use. This was me in 2019. Wow. Okay, so I'll give you some idea for question A. Mình sẽ cho các bạn thêm ý tưởng cho cái câu A nè. One day we'll be able to travel to outer space on holiday. Well, think about the cost. Hãy nghĩ về cái chi phí nè. Like right now, it's very expensive. Just to travel to outer space, you need $500,000. 500 ngàn đô để chỉ đi lên không gian thôi nha. Và quay về and then go back. Well, you need to pay for the cost of hotel on outer space, khách sạn trên không gian, vân vân. And you need to pay for the services on outer space, which is really, really expensive. Dịch vụ trên không gian nữa, nó cũng rất là mắc tiền nữa. And then what else? Well,
I think it's only possible if we human one day manage to decrease the cost like 1,000 times cost by competing between companies. You know, there should be a competition between companies. Nên có một cái cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá cả giữa các cái công ty thì nó mới dẫn đến chuyện là cái chuyện outer space travel á nó trở nên là làm được. Okay. And then C, do you think that they should stop spending large sums of money on space exploration? You can just think about what I just said for B. It's about national pride, national prestige. And if a country has a national program, it might attract visitors and attract a lot of tourists, attract a lot of foreign investment. So actually, large sum of money spent on space exploration can bring profit as well. Những cái lượng tiền lớn dành cho chuyện khai phá không gian cũng có thể đem đến du khách nè. Những người tò mò du khách họ đến có thể đem đến gì? Nó có thể đem đến cái đầu tư nước ngoài nữa, cho nên là nó cũng không hoàn toàn gọi là phí phạm đâu. It's not actually wasting. So think about that. And why do we explore space? We explore space because we want to know more. We are curious creatures. Con người là những cái động vật mà rất là curious, tò mò, cho nên là khám phá không gian để mà biết được điều mới mẻ các thứ. So one more idea. For space exploration, we can find resources on outer space, so we can go there and try to gather them once the resources on Earth is exhausted. Okay, mình có tìm thấy được những cái nguồn tài nguyên như không gian, cho nên là một khi mà tài nguyên trái đất á, nó cạn kiệt, mình vẫn có thể tìm cái nơi khác để mà mình khai thác được. Well, that is a very good thing, a good incentive, một cái động lực, động cơ. Good motivation for human, I think. Đó là những cái ý mà mình gợi ý đó. Alright, let's move on to 25. Since the 1970s, mankind has attempted to send signals to outer space to establish contact with potential alien life forms. Từ những năm 1970, loài người đã ráng sao đã thử mà gửi tín hiệu đến không gian để mà thiết lập liên lạc với những cái loại dạng sống ngoài vũ trụ, dạng sống ngoài hành tinh có tiềm năng. Thì alien là ngoài hành tinh đó. You have to write a letter to an alien. Các bạn được yêu cầu là viết một cái lá thư với một cái người ngoài hành tinh. In your letter, please include, nè, trong lá thư mình phải thêm gì nè. introduce yourself, include a description of where you're from, what you look like, and your interests. Why you want to make friends with them? Introduce something about human cultures and habits you find strange. A thing they would all enjoy learning about, and invite them to visit Earth. And you should start with "Dear my new friend," and then end it with "I look forward to hearing from you soon," and then your name here. Đó, trong cái lá thư mà viết cho một cái alien, cho một người hành tinh mà các bạn cần phải viết trong bài này, thì nó cần phải có những điều gì? Thứ nhất là bắt đầu thư bằng "Dear my new friend", kết thư là bằng cách là "Tôi mong chờ nghe ngóng thông tin từ bạn sớm thôi." I look forward to hearing from you soon. Xong rồi đã viết tên như này. Đầu tiên là chỗ này là phải introduce yourself, phải giới thiệu mình là ai, bao gồm là miêu tả mình đến từ đâu, mình nhìn như thế nào và những cái hứng thú, interest của mình, sở thích, hứng thú gì của mình. Tại sao mình lại mong muốn kết bạn với họ? Giới thiệu một số thứ về cái nền văn hóa con người và những cái tập tục, tập quán hay là những cái thói quen của con người mà bạn thấy nó rất là lạ, hay là bạn nghĩ là alien sẽ, những người hành tinh sẽ rất là thích học hỏi về điều đó. And then sau đó là mời họ viếng thăm trái đất. Well, basically I have provided basically I wrote a sample answer here, you can see. Đó, mình có viết một cái bài mẫu này các bạn xem thử xem nào. This is only a sample answer, okay? And there are many different ways that you can answer this question because it's writing, right? It's a creative task. Một cái tác vụ, một cái bài mà yêu cầu là viết thì đương nhiên sẽ có rất là nhiều cách để viết. Đây là một cái tác vụ mà đòi hỏi sự sáng tạo mà. Cho nên mình cho các bạn một cái bài văn, một cái bài mẫu mà mình viết nha. Dear my new friend,
People often call me Dave, and I am a teenager studying in high school. I'm from Peru, and I am already 6 feet, or 180 centimeters in height. However, I'm still so skinny compared to the rest of my friends. Hỏi người bạn mới của tôi, phải. Có người ta thường gọi tôi là Dave, và tôi là một bạn tuổi teen, một bạn còn tuổi, còn mới dậy thì, teen. Đang học ở trong trường high school hay là cấp 2, cấp 3 nha các bạn. High school can be like secondary or tertiary secondary schools. It can be junior high school or senior high school, okay? High school có thể là cấp 2 là junior high school hay là cấp 3 là senior high school nha. Tôi đến từ Peru và tôi đã 6 feet rồi, đây là đơn vị tính ở bên Mỹ ấy, mà người ta hay sử dụng, hoặc là Bắc Mỹ. Basically, in North America, people use feet or foot. Tôi đã 6 feet rồi, tức là 180cm về chiều cao. Tuy nhiên tôi vẫn khá là skinny, khá là gọi là da bọc xương á. Nếu được so sánh với những đứa còn lại bạn của tôi. I often play video games and dream about other civilizations in the universe, as well as meet and make friends with them. That's the reason why I'm writing this letter to you, so we can be good friends. Tôi thường chơi trò chơi điện tử và mơ về những nền văn hóa khác trong vũ trụ, cũng như gặp và kết bạn với họ. Đó là lý do tại sao tôi đang viết lá thư này với lại bạn, cho nên chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt. Thì các bạn sẽ hỏi là tại sao đằng sau as well as là động từ nguyên mẫu. Why after as well as I use meet and make? Because here I use play, not playing, right? So it's like parallel structure, cấu trúc song song, tương đồng với hai bên. Bây giờ mình xài động từ nguyên mẫu ở đây, thì chỗ này cũng nên xài động từ nguyên mẫu luôn. Chỗ này cũng vậy. As a human being, I often study a lot, and then when I graduate from school, I will have to find a job so I can support myself. You can ask me how. It is because working provides money. And money keeps things going on Earth. You may even be surprised to know that so many humans have to work in fields they don't like just to make money. Như là một thực thể là con người, như là một con người human being. Tôi thường học rất nhiều và sau đó khi tôi tốt nghiệp từ trường á, tôi sẽ phải tìm một công việc để mà tôi có thể tự nuôi sống bản thân, support myself. Bạn có thể hỏi tôi là như thế nào? Làm thế nào vậy? Đó là bởi vì sao? Chuyện làm việc á, nó cung cấp tiền. Và tiền nó là giữ cho mọi thứ nó cứ diễn ra trên trái đất, làm cho mọi thứ nó có thể nó vận hành được, diễn ra trên trái đất. Bạn có thể rất là ngạc nhiên để biết rằng rất là nhiều con người phải làm việc trong những cái ngành mà họ không có thích, chỉ để kiếm tiền thôi. So that is basically the habit or the culture you find strange. Đó là cái phần C á, những cái văn hóa hoặc là cái thói quen mình thấy lạ lùng á. And this is B, okay? The reason why you want to make friends with them and then introduce yourself is this one. Cái phần này là introduce yourself, phần A nè. And then last one, invite them to visit Earth. Cái phần cuối là mời họ đến viếng thăm trái đất nè. Anyway, you are invited to visit Earth. We will be so glad to have you here as our new friend. Dù gì đi nữa, bạn được mời để mà viếng thăm trái đất, chúng tôi sẽ rất vui mừng để gặp, để có bạn ở đây như là người bạn mới của chúng tôi. I look forward to hearing from you soon, Dave. Tôi mong ngóng được nghe tin từ bạn sớm thôi, Dave. All right, so this is a this is a letter. And you can write so many different ways, you know, for this question 25. Câu 25 này có thể trả lời bất kỳ cách nào cũng được nha. And then let's move on to 26. Question 26. You are asked to listen to audio file test 4B and answer the questions. Đó, bây giờ là audio file test 4B nè, tôi trả lời câu hỏi nè. Okay. And then question 27 is also related to that audio file. Okay. You have to listen again to that audio file test 4B and match the beginnings of these sentences to the correct endings. Câu 26 thì là trả lời câu hỏi true, false, no information.
Câu 27 là yêu cầu là nghe lại và match, mình nối những cái phần đầu của những câu này với cái phần kết chính xác của nó. Alright. Okay, so basically you should spend time reading it and then okay. Alright, now come to lesson, question 26. You have to listen to audio file test 4B and answer the question here. And then remember, 27, you have to listen again to audio file test 4B again and match the beginnings of these sentences to the correct ending. Câu 26 đang yêu cầu các bạn phải nghe cái audio file test 4B và trả lời mấy câu hỏi trắc nghiệm true, false, no information này. Và sau đó là câu 27 mình cũng nghe cùng một cái file như vậy luôn. Và mình phải nối cái phần đầu nè của những câu này với cái phần kết phù hợp, với cái phần kết mà đúng với lại cái nội dung mà trong cái nội dung mà trong cái audio file người ta nhắc tới. Alright, let's try it. I'll turn on the audio file now. This is a test 4B, right? Many movies have depicted aliens as hostile green-blue creatures who want to destroy humanity. However, in reality, mankind has yet to encounter any extraterrestrial life forms until date, due to the vastness of space, which prevents potential civilizations from discovering each other or making contact. With our current space technology, it takes roughly 3 years for a space shuttle to reach Mars from Earth. With that in mind, it will probably take many generations to reach the nearest star systems. The same may be true for any aliens who wish to visit Earth. However, scientists are developing a new space propulsion technology, warp drive tech, as they call it. It is said to be able to push a spacecraft towards the vast universe at the speed of light, or potentially exceeding it. Alternatively, it could distort the space-time continuum, by allowing an object to travel such a massive distance within a short time, but this is still far from teleporting. Therefore, it might take a long time for a viable option to be turned into a reality. To add to the challenges of intergalactic travel, the universe seems to be continuously expanding, according to recent scientific measurements. Therefore, it might be a long while until any hostile or friendly aliens can be located to even establish contact with them. But with the rapid development of science, nothing remains impossible for long. Okay, let's try once again for 27. Oh, excuse me. Many movies have depicted aliens as hostile green-blue creatures who want to destroy humanity. However, in reality, mankind has yet to encounter any extraterrestrial life forms until date, due to the vastness of space, which prevents potential civilizations from discovering each other or making contact. With our current space technology, it takes roughly 3 years for a space shuttle to reach Mars from Earth. With that in mind, it will probably take many generations to reach the nearest star systems. The same may be true for any aliens who wish to visit Earth. However, scientists are developing a new space propulsion technology, warp drive tech, as they call it. It is said to be able to push a spacecraft towards the vast universe at the speed of light, or potentially exceeding it. Alternatively, it could distort the space-time continuum, by allowing an object to travel such a massive distance within a short time, but this is still far from teleporting. Therefore, it might take a long time for a viable option to be turned into a reality. To add to the challenges of intergalactic travel, the universe seems to be continuously expanding, according to recent scientific measurements. Therefore, it might be a long while until any hostile or friendly aliens can be located to even establish contact with them. But with the rapid development of science, nothing remains impossible for long. Okay, so that was a question 26 and 27. Let's go to the audio file and we'll see, we'll read through it, okay? Chúng ta sẽ qua cái phần audio file, chúng ta đọc tập đọc
thông qua nó nha. Okay, so here audio for test 4B. Many movies have depicted aliens as hostile green blue creatures who want to destroy humanity. However, in reality, mankind has yet to encounter any extraterrestrial life forms until date, due to the vastness of space, which prevents potential civilizations from discovering each other or making contact. Contact is a noun here. Dành từ. With our current space technology, it takes roughly 3 years for a space shuttle to reach Mars from Earth. With that in mind, it will probably take many generations to reach the nearest star systems. The same may be true for any aliens who wish to visit Earth. Nhiều bộ phim đã biểu đạt, đã vẽ nên hình ảnh những người ngoài hành tinh như là những sinh vật có màu xanh lá cây, xanh dương mà hay gây hấn, dễ dàng tấn công chúng ta. Mà những sinh vật này muốn tiêu diệt loài người. Tuy nhiên trong thực tế, con người, loài người đã chưa có thể nào mà gặp gỡ bất kỳ cái dạng sống ngoài hành tinh nào cả. Extra là bên ngoài, extra mean outside. Dạng sống ngoài trái đất nào cả cho đến thời điểm hiện nay, do là cái sự mà rộng lớn của không gian, the vastness of space, like mean how big space is, sự rộng lớn không gian, mà điều này nó ngăn ngừa những cái nền văn hóa tiềm năng khỏi cái chuyện mà phát hiện ra nhau, hoặc là có thể making contact, có thể liên lạc được với nhau. Với công nghệ hiện đại, với công nghệ hiện tại, không gian của chúng ta nó tốn khoảng gần 3 năm cho một cái tàu không gian có thể đạt được đến sao Hỏa từ trái đất. Với điều đó trong đầu, tức là với cái điều đó được nói ra, điều đó người ta nhớ trong đầu điều như vậy, thì nó sẽ kiểu gì cũng sẽ tốn rất là nhiều những thế hệ để đạt được đến cái hệ thống sao gần nhất. Một điều tương tự có thể đúng cho bất kỳ alien, bất kỳ người ngoài hành tinh nào mà mong muốn viếng thăm trái đất. Let's continue now. However, scientists are developing a new space propulsion, a new space propulsion technology, warp drive tech, as they call it. It is said to be able to push a spacecraft towards the vast universe at the speed of light, or potentially exceeding it. Exceeding it. Alternatively, it could distort the space-time continuum by allowing an object to travel such a massive distance within a short time. But this is still far from teleporting. Teleporting means getting from one place to another place within a second or less than that. Công nghệ viễn tải, tức là biến cái bụp từ cái nơi này sang nơi khác rất xa trong một khoảng thời gian rất là ngắn, ví dụ dưới một giây chẳng hạn. Therefore, it might take a long time for a viable option to be turned into a reality. Tuy nhiên, những nhà khoa học đang phát triển ra một cái công nghệ đẩy, lực đẩy, sức đẩy, công nghệ lực đẩy của cái tên lửa mới á, mà đi vào không gian á, nó tên là warp drive tech, công nghệ warp drive như là họ gọi nó. Nó được người ta nói là có thể đẩy một cái tàu con thoi, tàu vũ trụ hướng tới cái vũ trụ rộng lớn ở cái tốc độ ánh sáng luôn, hoặc là có tiềm năng là vượt qua được nó luôn. Alternatively, một cách thay thế đi, nó có thể là distort, nó có thể làm cho méo mó cái không gian, thời gian, cái gọi là cái continuum, không biết dịch sao luôn á. Continuum nó giống như môi trường không gian thời gian, nó làm méo mó cái môi trường không gian thời gian bằng chuyện cho phép một cái vật thể nó có thể đi được một cái khoảng cách rất to lớn trong một thời gian rất là ngắn.
Nhưng mà điều này vẫn còn rất xa khỏi cái chuyện mà viễn tải, teleporting. Vì thế, nó có thể tốn một thời gian lâu dài để cho một cái tùy chọn mà sống được viable, tức là hợp lý. Viable means it's a reasonable option, something that will work. Một cái gì đó vận hành được, một cái tùy chọn hợp lý, có thể được biến đổi thành là thực tế. Có thể tốn thời gian lâu lắm để mà có cái gì đó thực tế, mà một cái lựa chọn thực tế nào có thể được thực hiện. Alright, and then to add to the challenges of intergalactic travel, the universe seems to be continuously expanding. According to recent scientific measurements, therefore, it might be a long while until any hostile or friendly aliens can be located to even establish contact with them. But with the rapid development of science, nothing remains impossible for long. Để mà thêm vào những cái thách thức của cái chuyện mà đi lại trong không gian liên hành tinh, liên ngân hà, thì vũ trụ dường như là cứ liên tục nó mở rộng ra. Nó dẫn đến dựa vào những cái sự đo lường khoa học gần đây. Vì lẽ đó, có thể tốn một thời gian lâu, khá là lâu đấy, might be a long while, cho đến khi bất kỳ cái sinh vật hành tinh mà thân thiện hay là gây hấn nào có thể được tọa lạc, có thể được tìm thấy. Và nó còn nói đến chuyện mà thiết lập liên kết, liên hệ với họ. Nhưng mà với sự phát triển khoa học rất là nhanh chóng, chẳng có gì nó vẫn còn gọi là không thể trong một thời gian lâu dài được đâu. Chẳng có gì mà không thể nữa đâu. Nếu mà khoa học nó phát triển nhanh như vậy thì chẳng có gì nó còn là không thể đâu. Alright, so basically, let's look at 26. The film industry portrays alien as nasty and bloodthirsty creature. Ngành công nghiệp phim ảnh portrays là biểu đạt lên, mô tả biểu đạt lên những người ngoài hành tinh như là những cái sinh vật mà khát máu, blood là máu, thirsty là khát nước á, những sinh vật khát máu và kinh tởm. Thì thực sự câu này là đúng. It's actually true. Because look at this one. Here. Những sinh vật màu xanh, màu lá xanh lá cây, xanh dương mà muốn tiêu diệt con người. Of course, hostile creature want to destroy humanity. That is bloodthirsty creature and nasty. Đó. Okay, very good. Number B. The main reason for us humans not meeting any aliens yet is the vast distance of space. Lý do chính để cho loài người chúng ta không có gặp bất kỳ người ngoài hành tinh nào, chưa gặp bất kỳ người ngoài hành tinh nào, là cái khoảng cách không gian rất to lớn. Well, this is also false. This is not the main reason. Okay, nó không phải là lý do chính nha. Nó chỉ là lý do phụ thôi. Partly the reason, một phần của lý do thôi. Well, let's look at this one. Due to the vastness of space is one reason. Nhưng mà cái lý do chính ở cái lý do khác ở đây là gì? But what is the main reason here? It's because of our current technology. Một cái lý do nữa khá là quan trọng đó chính là cái công nghệ hiện tại của chúng ta không có đủ. And then another reason it's you can say because the universe seems to be continuously expanding. That is another reason. So there are three main reasons. Có ba cái lý do chính. Thứ nhất là vũ trụ đang liên tục nó mở rộng ra. Thứ nhì là công nghệ hiện tại chúng ta không đủ. Thứ ba đó chính là khoảng cách không gian thời gian nó quá lớn như thế. But this is not the main reason, okay? Cái này không phải là lý do chính đâu nha. It's just only a partly a reason. Nó chỉ là một cái lý do, một trong những lý do thôi. It's not the main reason. So B is false. C. Aliens might have to develop better technologies in order to visit Earth.
những người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh có thể phải phát triển ra những công nghệ tốt hơn để mà viếng thăm trái đất. So this one is no information. There's no information about this. Không có thông tin về chuyện này trong bài nha. Where is that? Because here, they say it will probably take many generations to reach the nearest star system. The same may be true for any alien who wished to visit Earth. And then technology... cái chỗ này nó nói là có thể tốn nhiều thế hệ của con người để đạt được đến hệ hành tinh ngôi sao gần nhất. Nhưng mà một điều tương tự có thể đúng với nhiều cái aliens mà muốn viếng thăm trái đất, nhưng mà nó không nói gì về cái công nghệ của họ cả. There's no mentioning about alien technology, you know. So that's why C is no information. Nó không có nói gì về cái công nghệ tốt hơn hay công nghệ gì cả của aliens. Cho nên câu C là no information. And then D, the warp drive technology is already for use. Công nghệ warp drive đã sẵn sàng sử dụng. Well, that is not true, because this is false, because why? This is still developing, you know. Nó vẫn còn đang được phát triển. It's still developing, it's not ready for use. Nó chưa sẵn sàng để sử dụng nữa. And also you can see that it may take a long time for viable option to be turned to reality. Có thể tốn một khoảng thời gian rất lâu dài để cho một giải pháp nghe hợp lý để có thể được biến thành là thực tại, thực tế. It means that it's not ready for use. Nó không sẵn sàng sử dụng đâu. So this is false. Câu D là false. E. Scientists are certain that the cosmos is expanding. Những nhà khoa học chắc chắn rằng vũ trụ đang mở rộng ra. Có chắc chắn không? Are they certain? No, they're not. They say the universe or the cosmos seem to be continuously expanding according to recent scientific experiment, measurement. Trong này nó nói là vũ trụ dường như là cứ liên tiếp mở rộng ra dựa vào những cái đo lường khoa học gần đây. Nhưng mà trong đây nó ghi là những nhà khoa học chắc chắn là vũ trụ đang mở rộng. Không có chắc chắn nha. You're not certain. So this one is false, okay? Không có chắc chắn đâu. Chỉ dường như thôi. Okay, so this one is false, okay? And then, let's see now. Matching. 1D. 1D nha. Extraterrestrial life might find it hard to reach Earth. Những đời sống người ngoài trái đất có thể thấy rất khó để biến để mà đạt được đến trái đất. Where do you find that information? Here. Đó, cái thông tin nằm đây nè. The same may be true for any alien who wish to visit Earth. Điều tương tự rất khó để đạt được đến trái đất cho những alien, sẽ tức là những đời sống ngoài hành tinh có thể thấy rất khó để mà đạt được đến trái đất nè. Okay, and then 2F. 2F hả? It takes approximately 6 years for a round trip. Cái chỗ này nó không có khoảng trống giữa hai cái này nha các bạn. There's no space between this hyphen and D and T here. Chỗ này không có khoảng trống đâu nha. Nó là viết liền luôn á. Và nó có một cái dấu gạch ngang hyphen giống vậy nha. There's no space between this one and that one. It's like a hyphen. It takes approximately 6 years for a round trip from Earth to Mars with a new space propulsion technology. Oh sorry, with the technology of the year 2021. 2F mới đúng nha. Có thể tốn sắp xỉ là 6 năm cho một chuyến đi round trip, là chuyến đi 2 chiều á. Đi tới đi lui, đi tới đi về luôn á. Từ trái đất đến sao Hỏa với công nghệ của năm 2021. Well, here. Where's that? It was written here. There. With our current space technology, it takes roughly 3 years for a space shuttle to reach Mars from Earth. Thì thầy viết cái thì mình viết cái cuốn sách năm 2021 đó. I wrote this book in 2021, 2022. So, yeah. Với công nghệ hiện đại, với công nghệ hiện tại không gian của chúng ta có thể tốn sắp xỉ 3 năm cho một cái tàu con thoa vũ trụ đạt đến sao Hỏa từ trái đất. Tức là một lượt đi thôi, còn lượt về thì phải cộng lại nữa là 6 năm. So it would be 6 years if you take a round trip, you know. Approximately 6 years. Hai cái cộng lại ra 6 năm đi chuyến về nữa.
And then number three, it's E. Traveling faster through the vast space could be made possible with a new space propulsion technology, which is still under development. Cái chuyện mà đi nhanh hơn thông qua cái không gian to lớn có thể trở nên với cái công nghệ sức đẩy tên lửa mới của không gian mà nó vẫn còn đang phát triển. It's true. Number 4. Cái số 3 này nằm đâu nè? Well, it's the warp space technology. Nó là cái khúc warp space nè. And it's still under development, of course. Nó vẫn còn đang phát triển. Okay, number 4. Currently, number 4 is B. Currently, scientists haven't been able to come up with something that works better than current propulsion technology. Cái chỗ này phải có không có khoảng trống ở đây nha các bạn. There's no space before the comma here, okay? Không có khoảng trống đằng trước dấu phẩy này nha. Okay, hiện tại những nhà khoa học đã không thể nào mà tìm ra được một cái gì đó mà nó vận hành tốt hơn cái công nghệ lực sức đẩy tên lửa hiện tại. Well, it's true because it might take a long time for a viable option to be turned to a reality. It means that right now they haven't come up with anything new yet. Nó nói là nó vẫn tốn một thời gian lâu dài để cho một giải pháp sống được viable, tức là giải pháp hợp lý để có thể biến thành một cái thực tại thực tế. Tức là bây giờ vẫn còn chưa tìm được cái gì mới cả, chưa tìm được cái gì đó có thể làm việc vận hành được cả. Okay. Number 5, it's C. With test and computer modeling technology, it appears that galaxies are drifting apart from each other. Universes and enlarging itself. Cái chỗ này phải có dấu phẩy nữa, mà chữ N nữa. There should be a comma and an N here. Chỗ này phải có dấu phẩy chữ N nữa nha. Với những cái bài test, những cái bài kiểm tra và công nghệ mô phỏng của máy vi tính, có vẻ như rằng là những cái thiên hà nó đang drifting apart, nó đang trôi dạt ra khỏi nhau và vũ trụ đang mở rộng ra chính bản thân nó. It's true, you can see it here. A universe. According to recent scientific measurement, đó là dựa vào những cái đo lường khoa học hiện tại, nó chính là những cái test và computer modeling technology. So this is the same as test and computer modeling technology here. Okay. Dựa vào những cái này thì có vẻ như là vũ trụ nó đang liên tục mở rộng ra. The universe seems to be continuously expanding. It means that galaxies are drifting apart from each other and the universe is enlarging itself. Hai cái này đồng nghĩa mà. Vũ trụ dường như liên tiếp mở rộng ra, tức là những thiên hà, ngân hà, một phần của vũ trụ, nó cũng đang trôi dạt ra khỏi nhau và vũ trụ đang mở rộng chính bản thân nó. Okay, and then number 6 is A. Số 6A. What was one science fiction? Cái chỗ này cũng là dấu gạch ngang, không có khoảng trống trước và sau nha các bạn. There's no space before and after the hyphen here. What was one science fiction is now slowly becoming a reality. Cái mà đã từng là khoa học giả tưởng thì bây giờ đang từ từ trở thành một cái thực tại thực tế. Well, you can see here, with the rapid development of science, nothing remains impossible for long. It means that it's slowly becoming a reality now. Something impossible, something that was science fiction, will become a reality after some times. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, không có gì nó không thể lâu dài được đó. Tức là từ từ những cái ngày xưa, xa xưa mà người ta coi là viễn tưởng, bây giờ từ từ nó cũng thành hiện thực rồi. Alright, so that was it for question 27. Okay, let's go to question 28. Okay, question number 28. You have to read the following article about a topic in astrology and answer the questions. Các bạn phải đọc cái bài tiêu đề sau đây. Cái bài tiêu đề nhỏ sau đây về một cái chủ đề về kim tinh học.
và trả lời những câu hỏi sau đây. So this one is about astrology versus horoscopes. Nó nói về cái chuyện chiêm tinh đối với lại chiêm tinh mà và cái chuyện mà tử vi các bạn thường thấy trên trên mạng horoscope ạ. So basically, okay, let's do this one now, read this one, and then we'll have to do these question 28 and 29 is related to this reading, okay? Câu 28 và 29 nó liên quan đến cái bài đọc trên đây về astrology với horoscope. Okay, so first of all, let's read it first, okay? A. Astrology is the study of the complex system of planets, stars, comets, and their influence on events and on mankind as a whole. Daily horoscopes are a very general version of astrology, only looking at people's sun signs for answers. However, since it's quite complex for the general public to understand, a full reading without researching all of their aspects, people often seek out daily horoscopes for quick information about the 12 zodiac signs instead of trying to find out the deeper meaning of how the other celestial bodies affect them. Thì cái bài này sẽ nói về sự khác nhau giữa cái chiêm tinh mà coi bản đồ sao á với lại cái chuyện mà xem cung hoàng đạo bình thường horoscope thôi. Thì cái astrology xem chiêm tinh á nó là một cái ngành học, một cái môn học, một cái nghiên cứu có một cái hệ thống rất là phức tạp của những hành tinh, những vì sao, những sao chổi và cái ảnh hưởng của nó lên những cái sự kiện và lên trên loài người nói chung, as a whole nói chung. Cái chuyện mà coi cung hoàng đạo hàng ngày á, daily horoscopes á, nó là một cái phiên bản rất là đại chúng, nó là một cái phiên bản mà rất là chung chung của astrology, mà nó chỉ nhìn vào cái cung mặt trời của con người ta thôi để tìm câu trả lời. Tuy nhiên, từ khi là khá là khó hiểu, khá là complex, khá là phức tạp để cho đại bộ phận quần chúng có thể hiểu được một cái lần đọc mà đầy đủ, tức là một cái lần mà đọc ra được đầy đủ về chiêm tinh á, từ khi rất là khó khăn để cho đại bộ phận quần chúng có thể hiểu được cái điều này, một cái full reading mà không có đọc tất cả những cái aspect, những cái khía cạnh của chúng, còn người ta thường là đi tìm cái daily horoscope để mà cho cái thông tin rất là nhanh chóng về 12 cung hoàng đạo, thay vì tìm cách nào tìm ra được là cái ý nghĩa sâu sắc hơn của làm thế nào những cái thiên thể có thể ảnh hưởng đến họ, những cái thứ trên bầu trời có thể ảnh hưởng đến họ. So basically, ý của nó là gì? So what does it mean? Horoscope is only a very very small part inside astrology, okay? Cái horoscope nó chỉ một cái phần rất là đơn giản, rất là nhỏ bé bên trong astrology thôi. Okay, B. While daily horoscopes provide an overly simplified version of astrology using a person's sun sign, yet because of this, the chances of inaccurate readings are quite high. The reason for this is because besides having a sun sign, each person also has a moon, Mars, Mercury, Venus signs, an ascendant, and many more celestial bodies in their chart that play different roles in influencing events and human activities. Since these other signs are neglected in most mainstream daily horoscopes, there are many exceptions that form the basis of mistrust in this age-old subject. Trong khi cái daily horoscope, cái cung hoàng đạo hàng ngày á, daily horoscopes á, nó cung cấp một cái phiên bản mà bị làm đơn giản hóa quá mức của chiêm tinh, mà nó sử dụng cái cung mặt trời của một người thôi. Tuy nhiên, bởi vì điều này thì cái cơ hội, cái nguy cơ hoặc là một cái phần trăm mà của cái chuyện mà đọc ra sai ấy, nó khá là cao nha. Cái lý do cho điều này là bởi vì sao? Bên ngoài cái chuyện có cung mặt trời ra, mỗi người cũng có mặt trăng, sao hỏa, sao thủy, hay là còn cung
sao kim nữa, mà nó còn cái ascendant, nó là cái cung mọc á, và nhiều cái celestial body, nhiều cái thực thể, nhiều cái thiên thể khác ở trên cái bản đồ sao của họ, mà nó đóng cái vai trò rất là khác biệt trong chuyện ảnh hưởng đến những cái sự kiện và hoạt động con người. So, just a side note, okay? What is an ascendant? An ascendant is basically when you were born, the horizon, the eastern horizon, what zodiac sign protrude at the eastern horizon sky, that is your ascendant, okay? Cái ascendant, cái cung mọc nó là gì? Khi mà mình được sinh ra, cái đường chân trời phía đông, lúc mà mình được sinh ra, cái cung hoàng đạo nào trên bầu trời nó nhú lên, đó chính là cái cung mọc của mình á. So an ascendant, okay. Trong khi cái thì cái ascendant này và nhiều cái thực thể khác, cái thiên thể khác trong cái bản đồ sao của họ có thể đóng một vai trò rất khác biệt trong chuyện ảnh hưởng đến sự kiện và những hoạt động con người. Từ khi những cái sign, những cái dấu hiệu hoặc là những cái sign khác như thế này nó bị neglected, nó bị bỏ qua ở phần đông những cái daily horoscope mà đại chúng đi, thì có nhiều cái exception, có rất là nhiều cái ngoại lệ mà nó gây ra được cái nền tảng của cái sự người ta không có tin tưởng vào cái ngành học mà cổ xưa này. So basically, nó giải thích là tại sao nhìn vào các cung hoàng đạo á, có nhiều người thấy nó sai là vậy đó, là tại vì nó quá đơn giản hóa. So basically, it explains why people don't trust in astrology, don't trust in daily horoscopes, because it's an overly simplified. It's been overly simplified, so of course there would be a lot of exceptions. Đương nhiên là em làm đơn giản hóa, các bạn đơn giản hóa một cái gì đó quá thì chắc chắn nó sẽ xảy ra nhiều cái exception, nhiều cái ngoại lệ, và đã làm cho người ta không có tin tưởng vào điều đó chẳng hạn. Alright, see. A sun sign, as the name may suggest, is the relative position of the sun in the sky at the moment of a person's birth. In astrology, there are 12 sun signs. The sun signs depict the real self, the true color of any individual. Individual, their desires and the way they express themselves in many daily activities. However, the personalities of people who, the personalities of people, two people born on the same day can differ greatly depending on their ascendant or rising signs at the moment of birth. The ascendant is the zodiacal sign that was ascending on the eastern horizon the moment you were born. For example, twins born at 8 p.m. and 11 p.m. will have totally different rising signs. Đó, cái đoạn C nó nói về cái cung mặt trời nè. Như là cái tên nó có thể nó suggest, nó đề xuất ra, thì nó chính là cái vị trí relative position, cái vị trí mà tương đối của mặt trời trên bầu trời ở cái thời điểm mà một người sinh ra. Trong chiêm tinh đi, thì có 12 cung mặt trời. Những cái cung mặt trời á, nó sẽ biểu đạt, depict, nó sẽ thể hiện hoặc là biểu đạt ra được cái bản chất thực sự của một người, the real self, cái màu sắc thực sự, tức là cái bản chất thực sự của một người á. So true color and the real self is the same thing. Hai này nó gần như đồng nghĩa. So these two are like synonymous to each other. Nó mang tính synonymous, mang tính đồng nghĩa. Cái cung mặt trời nó thể hiện ra được cái bản chất thực sự của bất kỳ cá nhân nào, cái mong mỏi, những cái điều mà họ muốn. Their desires are basically what they want. Những cái họ muốn và cái cách mà họ biểu đạt bản thân ở nhiều cái hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, cái tính cách của hai người mà được sinh ra trong cùng một ngày á, có thể nó khác biệt rất là to lớn, tùy thuộc vào cái cung mọc của họ, hay còn gọi là rising sign, ở cái thời điểm mà sinh ra. Cái ascendant hay cung mọc á, nó chính là cái cung hoàng đạo mà nó mọc lên, xuất hiện lên, nhú lên ở trên cái eastern horizon, ở cái bầu trời, ở cái chân đường chân trời ở phía đông á, thời điểm mà bạn được sinh ra. Thì ví dụ twins là basically, twins là hai người được sinh ra giống sinh đôi đó. Twins are basically people who are born nearly the same time from the same mother. Hai người được sinh ra cùng một mẹ nhưng mà cùng một thời điểm luôn, nó là sinh đôi á.
những người sinh đôi mà có người sinh đôi mà được sinh ra 8 giờ tối và 11 giờ tối đi thì sẽ có hai cái cung mọc khác hẳn nhau luôn nha. So basically this one explains why sometimes twins have totally different personalities. Có những bạn mà sinh đôi có tính cách rất là giống nhau nhưng mà cũng có những bạn sinh đôi tính ngược nhau lắm luôn, không giống, không liên quan. Alright, the arising sign represents những âm đầu nha, represents first syllable. The arising sign represents the way others perceive you, the mask you wear, the your vibe, the general impression you have on people, and your spontaneous reactions. Therefore, it makes it incredibly easy for people to wrongly guess your zodiac sign or sun sign based on first impressions. Additionally, people don't normally show their true selves in social and work situations, making predictions on the horoscope section often untrue. Lastly, most people have different sun signs and ascendants, which further complicates predictions. Cái cung mọc á, nó đại diện cái cách mà con người ta nhìn nhận các bạn. Cái mặt nạ mà mình mang mỗi ngày, cái khí chất của mình mỗi ngày, cái ấn tượng chung mà các bạn có lên trên con người ta, và những cái phản ứng mà ngẫu nhiên của các bạn, tức là các bạn phản ứng ngẫu nhiên, các bạn cái tính nó thể hiện ra cái phản ứng ngẫu nhiên của các bạn với tình huống trong cuộc sống đó. So basically spontaneous reaction here means how you react to different situation in life. Okay, spontaneously. Vì thế điều này làm cho nó cực kỳ là dễ dàng để cho con người ta đoán sai cái cung hoàng đạo của các bạn, tức là cung mặt trời á, dựa vào cái ấn tượng đầu tiên. Thêm vào đó, con người ta không có thường thể hiện ra được cái bản chất thực sự của họ đâu, ở trong các tình huống, trong công việc hay là trong xã hội. Nó làm cho cái chuyện dự đoán á, dựa vào cái phần mà horoscope trên mặt báo, trên cái phần mà coi cung hoàng đạo mặt báo á, thường là không có đúng đâu. Cuối cùng thì sao? Phần đông con người ta có những cái cung mặt trời và cung mọc khác nhau nha, chứ không có cùng nhau đâu. Phần đông con người ta khác nhau về hai cái này, mà nó còn làm complicate, nó còn làm phức tạp hơn cái sự dự đoán nữa cơ. Alright, I hope it was not too difficult for you to understand. I know some of my readers, some of my audiences don't really want to talk about this topic. I know that. But I try to make it as easy as possible for you to understand, okay? Mình biết là một số những bạn mà theo cái channel, theo cái kênh của mình á, không hề thích chiêm tinh tử vi. Không hề thích tử vi, không hề thích chiêm tiên, chiêm tinh luôn. Nhưng mà mình cố gắng làm sao cái bài này để các bạn hiểu một cách dễ hiểu nhất có thể. Okay, you have to choose the best heading or titles for each of the four paragraphs above. Các bạn phải chọn cái tiêu đề phù hợp nhất, hay là cái title, cái dán nhãn, cái tiêu đề phù hợp nhất cho từng bốn cái đoạn bên trên này nè. Or what are the main ideas of each paragraph? Cái đại ý, cái ý chính của từng đoạn là gì? So what is an ascendant? Cung mọc là gì? The mask we wear, những cái mặt nạ chúng ta mang hàng ngày. What is astrology? Chiêm tinh là gì? Same birthday, different vibes. Cùng ngày sinh nhưng có khí chất khác nhau. Wow, cái này mấy bạn nhớ là phải là lý chính của cả cái đoạn đó, phần đông nói về cái gì nha. So what is the main idea of the paragraph? What does it mainly talk about? So let's look at this one now. Moment. Okay, so 28. Same birthday, different vibe is paragraph C. Cái đoạn C nó có nói về cái vụ mà cùng ngày sinh nhưng mà lại có cái khí chất, tính cách khác nhau á. Vibes here are basically very similar to personality here. So basically, paragraph C start by explaining what is a sun sign and then what it is. And then they start to explain the personality of two people born on the same day can differ greatly. It means same birthday, different vibes. And then they explain what ascendant is, and then it lead to a result here. Cái đoạn C này nó bắt đầu bằng cách gì?
nó giải thích sunshine là gì nè. Và sau đó là nó đưa ra một cái kết quả, nó đưa ra một cái điều đó là tính cách hai người sinh cùng ngày có thể khác biệt tùy thuộc vào cái ascendant của họ, xong rồi nó giải thích ascendant là gì, xong rồi nó đưa ra cái hệ quả của nó. Cho nên là cái đoạn xe này phần đông là nó nói về cái chuyện cùng ngày sinh đấy, nhưng mà cùng ngày sinh tức là cùng sun sign. If you have the same birthday, it means you have the same sun sign, okay? Cùng ngày sinh nhưng mà lại có khí chất và tính cách khác nhau. So basically it's paragraph C, okay? Paragraph B explain what is an ascendant. Cái đoạn B nó giải thích là cái cung mọc là gì nè. Okay, so basically you can see clearly that paragraph A, they don't talk about the ascendant yet. Cái đoạn A nó chưa có nói gì về ascendant hết nha. B start to talk about ascendant now. And then okay. Well, let's say what is an ascendant? I think it's actually paragraph C too. Cái chỗ này mình nghĩ là chỗ này nó bị hơi bị sai. What is ascendant? Nó giải thích ascendant là gì nè. So I think here basically the part here talk about ascendant. What is an ascendant? Mình nghĩ cái chỗ này không phải đoạn B đâu, nó là đoạn C mới đúng, paragraph C mới đúng nha các bạn. Okay, I think. And this paragraph D actually also talk about ascendant, you know. Cái khúc này nó cũng nói về cái ascendant luôn nè các bạn. Cho nên là có thể là cái đoạn D và đoạn C nó đều nói về what is an ascendant. So probably it's paragraph D and paragraph B as well. And this one also talk about ascendant as well. Đó. Cho nên là cái phần đông, cái nội dung của nó phải nói về cái gì đó, nó mới là cái mà mình chọn nha mọi người. Alright. Cái đoạn B thực sự nó không nói nhiều về ascendant cho lắm. B doesn't really talk much about ascendant, right? And okay, so the mask we wear, những cái mặt nạ chúng ta mang, nó chính là đoạn D. So basically the mask you wear here, and it leads to a consequence. Do cái mặt nạ chúng ta mang hàng ngày đó, nó dẫn đến hậu quả nè. Người ta sẽ đoán sai, people will guess wrongly. And then the mask we wear every day in social and work situation, cái mặt nạ chúng ta mang vào tình huống công việc và xã hội khác nhau nè. And things like that, okay? And then what is astrology? Nó hỏi về định nghĩa astrology là gì nè. So here you can see clearly this is a definition. And it also talk about like and then they talk about daily horoscope, which is a part of astrology. Nó cũng nói về cái horoscope là một phần nhỏ của astrology ở đây luôn. Okay. A bit confusing, right? Hơi bị khó hiểu chút xíu. Okay. And then 29, moment please. All right. Question 29, you are asked to read again the article in exercise 28. Where, which paragraph can you find these pieces of information? So this one is actually a bit easier because you are not asked to find the main ideas, but you are asked to find the bits and pieces of information. Cái đoạn 29 này nó kêu là đọc lại cái bài đọc ở tiêu đề, cái bài đọc ở bài 28 á. Thì nó hỏi là nơi nào, cái đoạn nào bạn có thể tìm được những cái mẫu thông tin sau đây. Thì thực sự là nó dễ hơn, tại vì nó không bắt các bạn tìm ý chính, mà nó bắt các bạn là tìm được thông tin nó nằm ở đâu thôi, đoạn nào thôi. Alright, people often have trouble understanding how different celestial body can affect them. Con người ta thường gặp vấn đề khó khăn trong chuyện hiểu được làm thế nào nhiều cái thiên thể có thể ảnh hưởng đến họ. Nó chính là đoạn A. It's actually paragraph A here. You can see here. Because it's quite complex for the general public to understand a full reading without researching all the aspects. So it means that they don't understand how different planets, celestial bodies can affect them.
cái chỗ này nó giải thích là khá là khó khăn để cho đại bộ phận quần chúng có thể hiểu được một cái full reading, là đọc hết tất cả các hành tinh các thứ mà không đọc về những cái khía cạnh khác, cho tức là ý là sao con người ta sẽ gặp rắc rối trong chuyện hiểu được làm thế nào những thiên thể khác nhau có thể ảnh hưởng đến họ đó, người ta không hiểu. It's a part in paragraph A here. Twins can have totally different personality and vibes. It's actually paragraph C, easy. Cái chỗ duy nhất trong bài nó nói về twins là chính đoạn C ha. So here, twins born at 8 p.m. and 11 p.m. will have totally different rising signs. Đó, cái chỗ này nè. Nó nói là các bạn sinh đôi, sinh 8 giờ tối và 11 giờ tối có thể có hai cái cung mọc hoàn toàn khác nhau luôn. Thì nó rõ ràng. Ừ. Hai cung mọc khác nhau thì nó dẫn đến là có thể có tính cách hoàn toàn khác nhau và cái khí chất cũng hoàn toàn khác nhau luôn, đoạn C á. All right, and then they also explain here. Đoạn C cũng giải thích chỗ này nè. They also explain here. However, the personalities of two people born on the same day can differ greatly depending on their ascendant or rising sign at the moment of birth. Tuy nhiên, tính cách của người sinh ra ở trên cùng một ngày có thể khác biệt rất lớn tùy thuộc vào cái ascendant của họ hoặc rising sign này, nhưng mà nó không liên quan đến cái twins. So it's not related to twins, right? Just something. Okay, here basically is this one. Okay. Now, upon first impressions, people aren't always what they seem. Trong những ấn tượng đầu tiên đi, thì con người ta không có phải luôn luôn là người ta như thế nào đâu. Giống như kiểu mà người ta xuất hiện, người ta thể hiện như thế nào á, thì con người ta không phải là luôn luôn như thế đâu. Tức là sao, cái bản chất thực sự của họ không được thể hiện ra rõ lúc đầu đâu. People aren't always what they seem. It means that you have to take time to know who they really are, you know. Mình phải tốn thời gian để biết được họ là gì. Chứ cái cách mà họ dường như thế nào, họ thể hiện như thế nào, người ta không có luôn luôn là như thế đâu. Tức là cái bản chất của họ không luôn luôn như thế. So it's actually paragraph D. You can see here. People don't normally show their true self in social and work situations. So it means people aren't always what they seem. Con người ta không có thường show ra, thể hiện ra bản chất thực sự của họ ở những tình huống công việc và xã hội. Tức là sao? Con người ta không có luôn luôn là những cái mà họ thể hiện ra đâu. Dường như họ thể hiện ra đâu. Paragraph D. And then most of the people wear masks when communicating with each other. It's paragraph D, okay? Phần đông con người ta mang những cái mặt nạ khi mà giao tiếp với nhau. So basically, this is also the mask people wear, and this one. Cái đoạn D nó có nói về cái chuyện mà phần đông con người đeo mặt nạ, tức là họ không có thực sự là thể hiện cái bản chất thực sự họ đâu. If people wear masks, it means they don't show their true color. It means this is the part where you can find information. Đó, cái phần này cũng chính cái phần này luôn, nó thể hiện ra cái điều này luôn. It's actually this part that shows this, okay? When communicating, it means social situation. Khi mà họ giao tiếp với nhau, tức là tình huống xã hội đấy. Và cái mask này chính là cái chuyện mà họ không có thể hiện cái bản chất thực sự ra. The word mask here means they don't normally show their true selves. So paragraph D, same thing. Alright, and then we can come to question number 30. Câu số 30 nè các bạn. Answer this question based on the article and exercise 28. Oh, câu 30 cũng liên quan luôn đến cái bài đọc luôn. Mình phải trả lời những câu này dựa vào cái tiêu đề, cái bài tiêu đề ở bài 28. So moment, let me get my drink. Okay. 38. Most newspapers don't report horoscope reading in detail. Phần đông những cái tờ báo nó không có tường thuật lại cái cung hoàng đạo horoscope, những cái đọc cung hoàng đạo mà chi tiết đâu. So this is no information. Why? Tại sao không thông tin? Because they only report sun sign, but it has nothing to do with being detailed or not. Trong cái đoạn A nó có nói là gì? In paragraph A they say they report sun signs only, right? But there's no information whether they report it in detail or not, okay? Trong đoạn A nó có nói là họ chỉ có tường thuật về cung mặt trời thôi. Nhưng mà nó lại không có nói rõ về cái chuyện chúng có tường thuật, họ có tường thuật chi tiết hay không nha. So this one, be careful.
It's no information, okay? This part is tricky. Cái khúc này nó tricky, nó khá là dễ bị nhầm lẫn khái niệm nè. B. Many people mistrust astrology and horoscopes despite their age. Nhiều người họ không tin vào chiêm tinh và cái coi cung hoàng đạo bất chấp cái độ tuổi của nó. So their age here means the age of the subject of astrology and horoscope, okay? Cái age ở đây chính là cái độ tuổi lâu đời của cái astrology và horoscope nha các bạn. So it's no information again. Why? Because look at this word, many people. Just one single word can affect your choice, okay? Chỉ cần một từ duy nhất bỏ vô thôi là nó ảnh hưởng cái nghĩa của toàn bộ cái câu. Many people mistrust. Nhiều người họ không tin. Well, in no information because there was no mention of there was no mention about, sorry, this one, like, bỏ cái chữ off đi các bạn. Forget about the off here. There was no mention about the amount of people having mistrust. Cái bài nó không có nói gì về cái lượng người mà không tin hay không. Okay, let's look at this word, list this one now. Nó chỉ nói là có nhiều ngoại lệ mà nó gây ra cái nền tảng của sự không tin trong cái môn học cổ xưa này, chứ nó không nói về chuyện có nhiều người hay ít người không tin. They only say like many exceptions that form the basis of mistrust in an age-old subject, but they do not talk about how many people actually mistrust, right? So this one is no information. Đó, các bạn thấy chưa? Dùng một chữ thôi nó ảnh hưởng đến cái nghĩa của toàn bộ câu. So B, no information. C, when people meet for the first time, they often guess each other's zodiac signs wrong. Khi con người ta gặp nhau lần đầu tiên, họ thường đoán cái cung hoàng đạo của nhau sai. So this is no information again because it's really easy to get it wrong. But there's no information about how often people get it wrong or not. Do cái từ often này nè các bạn. It's because of the word often here. So here they say it makes it incredibly easy for people to wrongly guess your zodiac sign based on first impression. They say it's easy to guess wrong, but there was no information about how often people guess it wrong. Okay? Chỗ này nó nói là dễ dàng để đoán sai, nhưng mà nó không có nói về cái chuyện con người ta có thường đoán sai hay không nha. Cho nên một chữ thôi nó ảnh hưởng đến cái ý nghĩa của toàn bộ cái câu nha các bạn. So no information, okay? D. A person might appear to be friendly and sociable, which is their ascendant is in Libra, but after a while people might realize they are energetic and bossy nature because they are sun signs in Aries. Đây là một cái câu mà nó nâng cao một chút xíu. This is a bit more difficult question. Một người có vẻ thể hiện ra là một cái người mà thân thiện và hay xã giao tốt bởi vì cái cung mộc của họ là ở Thiên Bình, nhưng mà sau một khoảng thời gian con người ta có thể nhận ra được, con người ta nhận ra được cái bản chất mà đầy năng lượng và hay khoái làm ông chủ, bà chủ, tại do cái cung mặt trời là ở Bạch Dương. Cái này đúng nha, this is true, because just read paragraph C again, you will get it. Chỉ đọc đoạn C lần nữa đi, các bạn sẽ hiểu thôi. Basically, it talks about like sun sign, which is like your true color. After a while, you will know the true color. Okay. Đoạn sẽ nói về cái vụ mà sun sign là cái true color, cái mà bản chất thực sự, thì đương nhiên một thời gian lâu người ta mới biết được bản chất thực sự. Of course, after a while, you will know people's true color. You know. And then, of course, if you read paragraph D again, it's the first impression people often understand about, people often see about you. Cái đoạn D nó cũng nói về cái vụ ascendant nhiều lắm luôn á. But paragraph C talk about the sun sign. After a while, you will see their true color, okay? Đoạn D nó nói về ascendant, nhưng mà đoạn C nó nói về cái vụ sun sign sau một thời gian mà mới nhìn ra được cái bản chất thực sự của họ. So basically, it's true.
Các bạn để ý cái từ might, những cái modal verb mình sử dụng nha. Look at the modal verb might, can, could, may, might I use, okay? So basically it softens the tone, it makes it not a fact anymore. So remember, nothing in this world is completely true or wrong, right or wrong, okay? Things can go in other ways as well. Các bạn để ý mấy cái đại từ khiếm, động từ khiếm khuyết, may, might, can, could, should mình sử dụng á. Nó làm mềm mại cái thông điệp, nó làm cho cái nội dung này á, nó nghe nó gọi là khách quan hơn. Tại vì có thứ có thể xảy ra nhưng cũng có thể nó không xảy ra. You will learn more about that later in the future, okay? Alright, and then 31. Question 31 to 40 belongs to unit 19, okay? Cái câu 31 đến câu 40 là thuộc về bài số 19 nha mọi người. So, 31, you are asked to fill in the blanks with the words below in the appropriate forms. 31, các bạn yêu cầu là điền vào những khoảng trống với những cái từ bên dưới ở cái dạng phù hợp với nó. Nhớ bài 19 là lịch sử vậy đó. Unit 19 is about history. So you have on time, in time, spend time, save time, take so long, take time, time consuming, tốn thời gian, tính từ time consuming, it's an adjective, it means that it consumes a lot of your time, lose track of time, mất dấu thời gian luôn, tức là không biết được mấy giờ rồi, you don't know exactly what time it is after something, run out of time, hết giờ rồi, it means you have run out of time, the right time, có thời gian đúng hay không, and then time here. Okay, A, it's time to pay your tuition fee. Tới lúc trả học phí của anh chị rồi đấy. Well, it's actually something that I often like to tell my students. You know, đây là cái câu mình khói hay nói học sinh. Đến lúc trả học phí rồi đấy em. Well, it's funny. Okay, it's time to pay your tuition fees. Okay, B, it's a good idea to purchase a cleaning robot to save time for other productive work, as housework can take a lot of valuable time, or take time, a lot. As housework can take a lot of valuable time and energy. Là một ý tưởng tốt để mà đây là một ý tưởng tốt để mà mua một cái con robot dọn dẹp để mà tiết kiệm thời gian cho những cái việc mà có thể làm được nhiều việc khác hơn, productive work, bởi vì cái chuyện làm việc nhà nó có thể tốn rất là nhiều cái thời gian quý báu và năng lượng nữa. Alright, this is just, okay, there might be some alternative answers, okay, có thể có một số cái câu trả lời khác nha các bạn. But this is my recommended answer. Đây là những cái câu trả lời mà mình đề xuất thôi. Okay. Where is it? Okay. See. It's great to spend time with your loved one. It's great to spend time with your loved ones. But when relationship turns sour, when relationship turns sour, it means like when your relationship becomes bad between the two of you. Cái khi mối quan hệ nó trở nên chua, nó trở nên rất là chua đắng, đắng và chua. Chua tức là sao? Khi hai người có vấn đề với nhau, mối quan hệ nó trở nên tệ hơn á. It's great to spend time with your loved ones. But when relationships turn sour, it can be time consuming to hear them complain all the time. Rất là tuyệt vời để mà dành thời gian với những người thương yêu, thân yêu của bạn. Nhưng mà khi những mối quan hệ nó trở nên chua chát thì có thể rất tốn thời gian để mà nghe họ phàn nàn. Lúc nào cũng phàn nàn, phát mệt. Okay, and then what? D, good times spent gaming. This is a contracted relative clause, cái dạng mà mệnh đề quan hệ rút gọn á. Good times that are spent
gaming with your best friend, you can contract it to good times spent gaming with your best friends. Cái gốc của nó là good times that are spent gaming gì đó, mình rút gọn luôn. Những thời điểm, những cái lúc mà rất là tốt đẹp mà được dành chơi game với lại những người bạn tốt nhất của các bạn. Good times spent gaming with your best friends can pass by very quickly, as people often lose track of time when indulging in a fun activity. Đắm chìm mới indulge. Những thời điểm tuyệt vời, những thời điểm tốt mà dành để chơi game với những người bạn tốt nhất của các bạn có thể nó băng qua rất nhanh, khi mà con người ta thường mất dấu thời gian luôn khi mà họ nhào vào, họ hưởng thụ những cái hoạt động mà vui vẻ. Tức là sau khi chơi game xong nhiều khi vui quá không biết mấy giờ rồi. After you game, it's like you feel very fun and you don't remember what time it is. You don't know what time it is. You lose track of time. E. Make sure you turn off the oven in time. Why in time here? Because if you don't do it in time, you are late. And then something bad may happen. Tại sao dùng chữ in time ở đây? Kịp lúc, cái chữ in time là kịp lúc nha. Còn on time là đúng giờ. Đảm bảo bạn phải tắt cái lò đúng kịp lúc nha, chứ không phải là tắt cái lò đúng giờ. Tắt cái lò kịp lúc để mà không có chuyện gì xấu xảy ra. If you don't turn it off the oven in time, something bad may happen, okay? Make sure you turn off the oven in time or you will end up with burnt, not roast chicken. Phải đảm bảo là phải làm sao sure, phải chắc chắn là bạn tắt lò đi kịp lúc hay là bạn sẽ có kết cục là có gà mà bị thui luôn á, gà mà nó bị cháy xém luôn á, chứ không phải là gà nướng nữa. Okay. It's about time you showed up. It means that it's time that you come. Đến lúc bạn đến rồi đấy, đến lúc anh chị đến rồi đấy. It's about time you showed up. Tới lúc anh chị xuất hiện rồi đấy. It's about time you showed up. Why can't you just be on time like everyone else? Tại sao anh chị không thể nào mà đến đúng giờ như bất kỳ mọi người khác vậy? It's about time you showed up. Ừ thì cũng tới lúc anh chị đến rồi nhỉ? Tại sao anh chị không đi đúng giờ giống như mọi người khác? Why can't you just be on time just like anyone else? G. It took so long to prepare Christmas dinner because I found this dish very difficult and time consuming to cook. Nó tốn rất là lâu để mà chuẩn bị cái bữa tối Giáng sinh bởi vì tôi thấy cái món này nó khó quá và rất là tốn thời gian để mà nấu. H. We are running out of time for this project. So we had better hurry up. Cái này là viết tắt we had better. We had better hurry up. Cái cấu trúc mà you better do something nó có nghĩa là tốt hơn hết thì mình nên làm gì đó. We'd better hurry up. It means that if you don't hurry up, something bad might happen. Nếu mình không hurry up, mình không nhanh lên thì có chuyện xấu sẽ xảy ra đấy. We are running out of time for this project. So we had better hurry up. Chúng ta đang từ từ cạn hết thời gian cho cái dự án này rồi. Sắp hết thời gian cho dự án này rồi. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta phải lẹ lên nha. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.